Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1001 nước Đại Tần sẽ rất náo nhiệt. Lâm Nhất bưng chung rượu lên uống cạn một hơi, nâng mắt nói, rượu ngon, xin trả chung rượu lại cho Tuyết Y huynh. Vụt. Khác với khí thế hùng hồn của Tư Tuyết Y, chung rượu giống lặng lẽ được trả lại, thoáng chốc đã bay về chỗ của Tư Tuyết Y. Tư Tuyết Y vẫn ngồi tại chỗ, nâng tay cầm lấy chung rượu giống. Nhưng vào lúc cầm lấy nó, nụ cười trên mặt hắn ta hơi thay đổi, chung rượu từ từ rơi xuống, động tác nhẹ nhàng như cả thế giới đều chậm lại trong tay hắn, xung quanh tĩnh lặng, không có chút tiếng động. Đại điện Quỳnh Đài yên tĩnh như bị khí thế không tên nào đó bao phủ, khiến người ta thấy ngột ngạt khó chịu. Chung rượu như bị áp lực đè nén cả trăm năm, xoảng một tiếng vỡ nát. Gió mạnh nổi lên thổi bay mái tóc dài như thác của Tư Tuyết Y, để lộ dung mạo tuyệt thế khiến người ta hâm mộ của hắn ta. Gió mạnh bất ngờ nổi lên dường như khiến đại điện hơi chấn động, kiếm thế tựa mưa rền gió dữ lặng lẽ xuất hiện. Ngoài đồ trên bàn của Tư Tuyết Y, ly rượu bát đĩa trên bàn của các tông môn khác đều nổ tung, tiếng vỡ không ngừng vang lên bên tai. Dư âm còn văng vẳng bên tai, quanh quẩn mãi không dứt. Một lát sau, tiếng đồ bị vỡ mới dần nhỏ lại. Nhìn qua, trừ đồ trên bàn của Ma Nguyệt Sơn Trang còn nguyên vẹn, đồ dùng trên bàn của các đại tông môn còn lại đều vỡ thành một đống sứ vụn. Tất cả mọi người đều sững sờ, hai người này quả là phong thái vô biên, mỗi người một vẻ. Dù chưa đánh nhau nhưng thông qua ly rượu, họ đã đối đầu gay gắt. Ngươi tới ta đi, không ai chịu thua, cân sức ngang tài. Nhưng mái tóc dài mà Tư Tuyết Y buộc lên đã bị xóa xuống, dung mạo tuyệt thế càng thêm khí chất xinh đẹp, sức sát thương đối với nữ tử âm thầm tăng lên. Lâm Nhất khẽ thở dài, rượu thì ngon đấy, nhưng rượu do Tuyết Y huynh mời lại khá nguy hiểm. Ly của ngươi không dễ đón. Tư Tuyết Y nghịch cái ly giống trong tay, nhướng mày cười thích thú. Huynh biết là tốt rồi. Lâm Nhất thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng bay lên, trở lại ghế ngồi của Lăng Tiêu Kiếm Các. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt mọi người qua lại giữa Lâm Nhất và Tư Tuyết Y, trong lòng không ngừng cảm thán. Nhân vật như vậy mới có thể được gọi là nhân tài yêu nghiệt. Những người còn lại như Tả Vân, Nhạc Thanh, Bạch Du đều thua kém một bậc. Chính một bậc này đã làm cho họ bị mờ nhạt, không thể tỏa sáng trước ánh hào quang của Lâm Nhất và Tư Tuyết Y. Tiệc sinh nhật công chúa ngày hôm nay đã giúp Lâm Nhất đạt được mục đích, ắt cũng sẽ làm cho thanh danh của Tư Tuyết Y lên cao. Nước Đại Tần sẽ rất náo nhiệt. Sư huynh, không phải huynh nói là không biết người này sao? Một đệ tử Ma Nguyệt Sơn Trang nhìn Tư Tuyết Y đang buộc tóc, thắc mắc hỏi. Chương 1002 định bỏ à? Vậy cho ta đi. Tư Tuyết Y vén tóc dài lên, cười nhẹ, giờ đã biết rồi. Các đệ tử Ma Nguyệt Sơn Trang thầm cười khổ, sư huynh nhà họ thật kiêu ngạo. Rõ ràng biết mà cứ bảo là không biết. Phải đánh một trận mới chịu thừa nhận đối phương. Loạch xoạch. Trong đại điện Quỳnh Đài, một nhóm thị nữ xuất hiện dọn dẹp đống đổ vỡ trên bàn của mọi người. Sau khi dọn dẹp xong, công chúa Phượng Hoa nhìn lướt qua xung quanh, bảo thưởng lễ. Cánh cửa điện phía sau lập tức mở ra, từng cặp thị nữ bước ra, tay bê khay ngọc, bên trên là lễ vật được trùm vải đỏ. Trên mặt của các trưởng lão tông môn đều lộ vẻ mong đợi, khó giấu được ý cười trong mắt. Công chúa Phượng Hoa lại muốn ban thưởng lễ vật, chắc chắn là rượu ngon thượng hạng của hoàng thất. Ha ha, đúng như dự đoán, lại là túy hoa âm. Túy hoa âm, 5 năm rồi chưa được uống túy hoa âm, ta nhớ nó lắm. Nghe nói rượu này không chỉ là một loại rượu ngon tuyệt thế mà còn rất có lợi cho tu vi nữa. Rượu mà không mất hồn, không phải túy hoa âm. Nhiều đệ tử tông môn liếm môi, tha thiết nhìn các trưởng lão được ban rượu. Cũng có rất nhiều trưởng lão mở nắp uống ngay tại chỗ, vui vẻ hò hét. Một người thị nữ đi đến bàn của Lăng Tiêu Kiếm Các. Sau khi dâng một bình túy hoa âm, nàng ta cười nhẹ nhìn Lâm Nhất, Lâm Nhất công tử, công chúa nhà ta bảo hôm nay ngươi thể hiện rất tốt nên ban thưởng riêng cho ngươi một bình Phượng Hoàng Đài. Giọng của thị nữ không lớn nhưng vẫn khiến mọi người kinh ngạc thốt lên, rất nhiều ánh mắt mất khống chế rời qua. Phượng Hoàng Đài,
Phượng Hoàng Đài thất phẩm nổi tiếng, nghe nói cả nước Đại Tần chỉ có 2 bình, một bình nằm trong bảo khố của Hoàng thất, bình còn lại nằm trong tay công chúa. Nghe nói là do Hoàng đế ban cho công chúa lúc nàng ấy còn nhỏ. Khi đó công chúa Phượng Hoa được cưng chiều hết mực, tài hoa phong nhã bậc nhất đế đô. Nhưng biểu hiện của Lâm Nhất hôm nay cũng đủ để nhận phần thưởng này, thật đáng tiếc. Nếu so sánh, túy hoa âm tam phẩm trên tay chúng ta có vẻ hơi vô vị. Định bỏ à, vậy cho ta đi. Sao được, ta sẽ giữ cho mình, rượu tam phẩm cũng rất hiếm, có tiền cũng khó mà mua được. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào bình rượu khắc hình thổi tiêu gọi phược, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Lạc Phong trưởng lão vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Lâm Nhất. Lâm Nhất đứng lên nhận lấy Phượng Hoàng Đại, chắp tay nhìn về phía bục cao, cảm ơn công chúa đã ban rượu, tại hạ cảm kích vô cùng. Không cần cảm ơn ta, cảm ơn Lăng Tiêu Kiếm Các là được rồi. Công chúa Phượng Hoa vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh như trước, mờ ảo tựa mây mù quanh quẩn trong núi, dường như muốn thoát khỏi thế gian này. Chương 1003 bản công chúa mệt rồi, các ngươi lui ra hết đi. Không có sự bồi dưỡng của Lăng Tiêu Kiếm Các, Lâm Nhất sẽ không có hào quang rực rỡ của ngày hôm nay, nói vậy cũng không sai. Nhưng không ai chú ý tới đại hoàng tử Tần Vũ thầm khịt mũi, lặng lẽ rời khỏi đại điện Quỳnh Đài. Lạc Phong cười, không dám nhận, không dám nhận. Công chúa ban thưởng, đương nhiên phải cảm ơn công chúa, có lẽ Lâm Nhất cũng sẽ xứng với phần thưởng của công chúa. Công chúa Phượng Hoa không tiếp lời, trong mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi, phất tay bảo, bản công chúa mệt rồi, các ngươi lui ra hết đi. Các tông môn nhận được rượu đều tươi cười rạng rỡ, chắp tay thi lễ sau đó rời đi. Lâm Nhất trầm tư nhìn Phượng Hoàng Đài trong tay mình, không hiểu cho lắm. Hi hi, xem ra bản sư tỷ nói không sai, tiểu sư đệ nhà ta quả nhiên xuất sắc, ngay cả công chúa cũng vừa ý, sau này xin hãy gọi ta là thần toán tử. Hân Nghiên trịnh trọng nói, trong mắt đầy ý cười. Mấy người Đường Thông cười hùa theo, tiểu sư đệ oai phong nghiêm chỉnh, khôi ngô tuấn tú, tiền đồ vô lượng, rất có khả năng làm phò mã đấy. Đám nhóc này nói gì vậy, mau câm miệng cho ta. Lạc Phong sụ mặt mắng một tràng, nhưng mọi người đều có tâm trạng rất tốt, không hề tức giận. Mọi người vừa cười nói, vừa đi ra ngoài. Lâm Nhất khó hiểu, quay lại nhìn thì thấy công chúa Phượng Hoa đang định bước vào cửa điện trùng hợp ngoảnh đầu lại. Bốn mắt lập tức nhìn nhau, Lâm Nhất không khỏi ngẩn ra. Nhìn công chúa Phượng Hoa đeo khăn che mặt, tao nhã vô song, hắn lập tức ngây người. Nhưng ngay sau đó công chúa Phượng Hoa quay đầu đi, không nhìn thêm nữa. Ặc, xem ra chưa chắc là đang nhìn hắn. Lâm Nhất tự giễu trong lòng, không nghĩ nhiều nữa mà rời mắt đi. Bên ngoài đảo Quỳnh Đài, trong làn khói sóng mênh mang, hơi nước mờ mịt, nắng chiều xuyên qua dãy núi dọi xuống mặt hồ, cảnh sắc quyến rũ khó tả bằng lời. Tiếc thay dù đẹp, nắng chiều vẫn có vẻ già nua và thê lương. Hắn vẫn thích mặt trời mọc hơn, mặt trời tựa ngọn lửa, dụ người nhập ma, cả đời khó quên. Chấm chấm chấm. Trời về khuya, người cũng ngủ yên, vầng trăng sáng lơ lửng trên cành dương liễu. Trong gác xếp của sân nọ, Thu Diệp Cư, Lâm Nhất đã tu luyện Tuế Nguyệt Tâm Kinh cả tuần chậm rãi mở mắt ra. Hắn thở ra một hơi thật dài, chân nguyên toàn thân trở nên trầm lắng hơn nhiều sau khi được ngưng luyện bởi Tuế Nguyệt Tâm Kinh tầng 2. Lâm Nhất đặt viên linh ngọc nhị phẩm đã bị nứt sang một bên, ngước mắt xuyên qua mấy cành liễu ngoài cửa sổ, nhìn về phía hồ Thúy Trúc lắng đọng ánh trăng. Chương 1004 không say không về. Trên mặt hồ như ngọc phỉ thúy xuất hiện một bóng người, người nọ di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, đích đến chính là gác xếp Thu Diệp Cư nơi hắn đang ở. Lâm Nhất ngẩn ra, nhưng khi thấy ánh trăng phản chiếu trên đầu người nọ, hắn lập tức nở nụ cười. Ngoài Lưu Thương ra thì không còn ai khác, nhìn thấy cái đầu chọc kia, Lâm Nhất cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười trên mặt hắn ta. Lâm Nhất phất tay áo dài, đứng dậy đón khách. Vèo. Công tử Lưu Thương vừa tới đã thấy Lâm Nhất ngồi trước bàn, Lâm huynh đệ, người biết ta sắp đến à? Cứ ngày nào nhìn thấy trên trời xuất hiện một vầng trăng sáng là biết ngay người đến, ta đã chuẩn bị sẵn rượu. Lâm Nhất lấy Phượng Hoàng Đài ra,
nhẹ giọng cười đáp. Công tử Lưu Thương sửng sốt, sờ đầu rồi mới hiểu ra, sau đó cười phá lên. Hắn ta nhìn về phía Phượng Hoàng Đài, vừa ngắm vừa ngâm thơ, Phượng Hoàng Đài thượng ức suy tiêu. Lòng sợ ly hoài biệt khổ, bao nhiêu chuyện, muốn nói lại thôi. Giờ gầy hẳn, không vì tại rượu, chẳng phải thu buồn. Nhớ Vũ Lăng người vắng, khói phủ lầu tần, chỉ nước trước lầu tuôn chảy, thương cảm thiếp, sáng tối trông mong. Trông mong mãi, từ nay lại thêm một khối ưu sầu. Dứt lời, Lưu Thương đặt bầu rượu xuống, cười bảo, đây là rượu ngon, rượu thượng hạng, và cũng là loại rượu có chuyện xưa, nhưng nó là rượu công chúa ban cho ngươi, ta không cần. Ta muốn hầu nhi tử, muốn hầu nhi tử của Lâm huynh đệ, muốn Lâm huynh đệ mời ta uống hầu nhi tử. Không say không về. Lâm Nhất vung tay lên cất Phượng Hoàng Đài, sau đó lấy 10 vỏ hầu nhi tử ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vẻ hưng phấn lập tức thoáng qua trong mắt Lưu Thương, hắn ta cười đáp, ta thích hầu nhi tử, tiếng thơm nổi tiếng khắp thiên hạ. Thế gian này có rất nhiều loại rượu ngon, nhưng đằng sau chúng đều có chuyện xưa, có vui có buồn, cũng có tức giận và ưu sầu. Chỉ có hầu nhi tử, một bầy khỉ con ủ ra loại rượu ngon này chỉ vì dục vọng ăn uống. Ha ha ha, uống nào, không say không về. Bịch. Hắn ta đập tay xuống bàn, ôm vỏ hầu nhi tử đứng dậy uống ửng ực. Lâm Nhất thầm toát mồ hôi, công tử Lưu Thương rất xứng với cái tên Lưu Thương, một khi uống rượu vào quả thật khiến người ta mặc cảm không bằng. Lưu Thương uống cạn một vò rượu, quá đã. Lâm Nhất, ngươi cũng uống đi nào. Hôm nay ngươi tỏa sáng rực rỡ, rạng danh khắp Đại Tần nên phải uống mấy chén, không đúng, phải uống hơn mấy vò. Lâm Nhất bật cười, rót cho mình một chén rồi uống cạn. Đêm nay từ biệt, không biết đến khi nào mới được gặp lại, hai người ngồi dưới ánh trăng, vui vẻ uống rượu. Lúc nửa tỉnh nửa say, Lâm Nhất hỏi một câu, nói rằng dù hắn có tu luyện Long Hổ Quyền và Chư Thiên Ấn kiểu gì cũng không thành công. Lưu Thương cười vênh váo, giơ tay chỉ vào đầu chọc của mình, cười không trả lời. Lâm Nhất trầm giọng, ý ngươi là không thể miễn cưỡng tu luyện Chư Thiên Ấn, phải dùng não để suy nghĩ, dùng tâm để tu luyện ư. Chương 1005 Hân Tuyệt, không thể giữ nữa. Lưu Thương phụt cười, phun ra một ngụm rượu, ha ha ha, không phải, ý ta là ngươi cần luyện thành song nguyệt tranh sáng mới được. Lâm Nhất ngẩn ra, lập tức cười phá lên. Hóa ra là muốn hắn quên hết mọi phiền não, quy y Phật môn, hiểu thấu Phật lý như hắn ta mới có thể tu luyện. Hắn đoán cũng gần đúng, nhưng hắn không xuống tóc theo Phật, xem ra chỉ có thể từ bỏ Chư Thiên Ấn. Dù sao thì cũng hơi đáng tiếc. Hai người trò chuyện, uống rượu vui vẻ, nhưng đêm nay, trong phủ công chúa cũng có người sầm mặt, kẻ thì không được tự nhiên. Người sầm mặt là đại hoàng tử, sau khi rời đi, hắn ta không nói lời nào, giữ vẻ mặt âm u đến tận bây giờ. Kẻ không được tự nhiên là Vương Diễm, hắn ta đứng ở bên cạnh, run bần bật, không dám lên tiếng. Hôm nay ở đại điện Quỳnh Đài, hắn ta cũng âm thầm theo dõi, mọi chuyện diễn ra rõ ràng ngay trước mắt. Nhìn thấy Lâm Nhất tỏa sáng, hắn ta căm hận đến mức nghiến răng, cực kỳ đau lòng. Còn lý do tại sao đại hoàng tử tức giận, hắn ta cũng đoán ra được một phần. Công chúa Phượng Hoa đã 5 năm không tổ chức tiệc sinh nhật, ai ngờ năm nay tổ chức vẫn long trọng như trước, thậm chí còn hơn trước kia. Rất nhiều tông môn vẫn kính sợ nàng ta như mọi khi. Đại hoàng tử Tần Vũ vốn kiêng dè công chúa Phượng Hoa, sao có thể vui vẻ được. Tần Vũ đột nhiên đứng lên, dường như muốn nói gì đó, Vương Diễm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hân Tuyệt, không thể giữ nữa. Đại hoàng tử trầm giọng nói, nhưng lại khiến nét mặt Vương Diễm cứng đờ, vậy còn Lâm Nhất ạ? Lâm Nhất. Tần Vũ cười mỉa mai, với tầm mắt của ngươi cũng chỉ xứng nhằm vào một tên kiếm nô. Sao Lâm Nhất có thể có tư cách thi đấu với các công tử trong Long Môn tranh tài, ngăn cản ta giành được hạng nhất? Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Vương Diễm vội vàng cúi đầu, trầm giọng đáp. Đi thôi. Sát khí lóe qua trong mắt Tần Vũ, hắn ta nhấc chân chuẩn bị rời đi. Hắn ta luôn rất quyết đoán, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không chần chừ.
Nhưng hai người vừa bước ra khỏi cửa sân đã bị một ông lão áo xám chặn lại. Trên khuôn mặt lười nhác của ông lão lộ ra ý cười, ông ta chắp tay, lâu rồi không gặp, công chúa điện hạ rất nhớ đại hoàng tử, xin đại hoàng tử ở lại thêm vài ngày. Tần Vũ cười khẽ, muội muội vẫn hiểu ta nhất, lòng ta nghĩ gì, bản thân ta còn chưa rõ thì muội ấy đã nghĩ xong giúp ta. Người cảm ơn muội ấy thay tạ, ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Tất nhiên rồi à, ông lão áo xám vuốt râu cười tủm tỉm trả lời. Hai người quay lại sân, nhưng khi xoay người, ánh trăng rọi vào mặt Tần Vũ, ý cười trên mặt hắn ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng tột cùng. Chương 1006. Hai người quay trở về sân viện, trong lòng Vương Diễm thấp thỏm, gần như không dám ngẩng đầu nhìn vào mặt đại hoàng tử. View. Bỗng nhiên, Vương Diễm kinh ngạc phát hiện chỗ tối bên trong căn phòng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả hắc y, dáng vẻ cung kính đứng ở phía sau đại hoàng tử. Cái này. Trong thoáng chốc Vương Diễm cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, vị lão giả này chẳng lẽ vẫn luôn ở trong căn nhà này hay sao? Hắn ta trước sau đều chưa từng phát giác ra. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì cũng đúng, với địa vị của đại hoàng tử, bên cạnh làm sao lại không có cao thủ bảo vệ được. Điện hạ, đại hoàng tử phẩy tay ngăn lại lời lão giả hắc y định nói, trầm giọng nói, ông cứ nói thẳng với ta, nếu như ông giao đấu với ông lão áo xám kia thì ông có được mấy phần thắng? 5 phần, nếu như trong phủ công chúa còn có cao thủ khác, có thể sẽ không được 5 phần nữa. Giọng nói của lão giả hắc y hơi khàn truyền tới. Sắc mặt đại hoàng tử khẽ đổi, nhưng trong đáy mắt lại không hề bất ngờ. Có lẽ hắn ta cũng đã đoán ra được thực lực kinh người của ông lão áo xám kia rồi. Nếu không thì lúc nãy cũng sẽ không đồng ý với ông ta ở lại trong phủ công chúa thêm vài ngày. 5 năm không xuất hiện, vừa mới xuất hiện đã cho ta một đòn phủ đầu, xem ra vết thương trên người nàng ta thực sự đã sắp khỏi hẳn rồi, cho nên giờ mới tìm mọi cách đối đầu với ta như vậy. Tần Vũ sa sầm mặt, thần sắc lạnh lùng, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Hừ. Một hồi sau, hắn ta mới ngẩng đầu lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt rơi lên người Vương Diễm, đột nhiên mở miệng nói, Vương Diễm, việc này giao cho người giải quyết đó. Ta làm sao có thể là đối thủ của Hân Tuyệt, hắn ta dùng một chưởng đã đủ để đập chết ta rồi. Gương mặt Vương Diễm cứng đờ, run lập cập nói, trong yến tiệc hắn ta đã được chứng kiến thực lực của Hân Tuyệt. Một bộ kinh lôi kiếm pháp. Ngay đến Hàn Cương sau khi thiêu đốt cả Phật uy mà cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa dáng vẻ còn rất bình thản thoải mái, rõ ràng vẫn còn con át chủ bài chưa ngả, e rằng đến trưởng lão cảnh giới tử phủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Trong Long Môn tranh tài, chắc chắn đủ tư cách để giao tranh với 8 công tử, thậm chí còn có đủ thực lực để tranh hạng nhất. Bảo hắn ta đi đối phó Hân Tuyệt, rõ ràng là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi không phải là đối thủ của hắn ta. Tần Vũ mắng một câu, lạnh lùng nói, ta là nói ngươi trở về phủ bàn bạc với phụ thân ngươi, sử dụng sức mạnh của tông tộc Vương Thị, hiểu ý ta chưa? Nhưng, nếu như vậy, Lăng Tiêu Kiếm Các chắc chắn sẽ ra tay với tông tộc Vương Thị ta. Vương Diễm sợ hết hồn, nền tảng của tông tộc Vương Thị kém hơn Lăng Tiêu Kiếm Các nhiều. Chương 1007. Nếu đem ra so sánh, kiếm các như một tòa tháp lớn, tông tộc Vương Thị nếu như giết chết đệ tử bảng nhân của đối phương thì không phải tự tìm đường chết sao? Tần Vũ ung dung đi qua ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ, ngón tay từ tốn gõ nhẹ lên tay vịt, cười nói, Vương gia nhà các ngươi muốn được làm thần tử của rồng, áp đảo 3 tông còn lại thì đương nhiên phải đưa ra được công lao tương xứng. Việc này dễ giải quyết, đợi sau khi ta đăng cơ, sẽ bồi thường gấp 10 lần cho các ngươi. Việc này không cần ngươi đưa ra quyết định, ngươi trở về nói với phụ thân người xong, trong lòng ông ta tự sẽ biết nên làm gì. Vương Diễm có chút không cam tâm nói, điện hạ vì sao không tự ra tay, với thực lực của điện hạ mà đối phó với Hân Tuyệt không phải càng dễ dàng hơn vương gia nhiều sao. Ngu ngốc! Tần Vũ chửi một tiếng, trầm giọng nói, không nhìn ra được thế cục hiện tại sao. 5 năm trước, người phụ nữ xưng bá đế đô kia đã quay trở lại rồi. Việc tối nay chỉ là cảnh cáo, nếu như ta thực sự ra tay với Hân Tuyệt thì chắc chắn sẽ bị cản trở. Bất luận ra sao, ta bắt buộc phải lấy được hạng nhất trong Long Môn tranh tài, Hân Tuyệt cũng buộc phải chết, nếu hắn ta không chết,
người phụ nữ kia sẽ không hết hy vọng. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, Lâm Nhất tỉnh lại sau cơn say. Lúc hắn mở hai mắt ra, công tử Lưu Thương không biết đã rời đi từ lúc nào. Lâm Nhất bật cười, xem ra Lưu Thương tối qua mặc dù uống rất nhiều rượu nhưng không hề say mềm. Mà ngược lại bản thân, sau khi ngấm rượu hầu nhi thì lại say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà rượu này sau khi tỉnh lại rất dễ chịu, tinh thần khoan khoái. Khắp người từ trên xuống dưới đều cảm thấy ấm áp, thoải mái đến khó mà diễn tả nổi. Phàm đã là danh tử thì ắt sẽ có công hiệu, đối với người tập võ mà nói, có rất nhiều ích lợi. Mỹ tử thượng hạng, thậm chí còn có tác dụng nâng cao tu vi, có giá trị liên thành trong các buổi bán đấu giá. Cửu phẩm trở lên, nghe nói còn có thần tử và tiên tử, có công dụng kéo dài tuổi thọ, thay da đổi thịt, cải thiện tư chất, nâng cao ngộ tính. Phượng Hoàng Đài trong tay hắn chính là danh tử cửu phẩm, hiệu quả mặc dù không thể được như trong truyền thuyết nhưng giá trị cũng không hề nhỏ. Ít nhất trong đế quốc Đại Tần cũng chỉ có duy nhất hai bình, cho dù tính trên khắp cả Nam Hoa cổ vực này thì cũng vô cùng quý giá. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, Lâm Nhất bèn đi cùng với người trong kiếm các chuẩn bị khởi hành trở về. Sáu con tuấn mã xếp hàng ngang trước cổng phủ công chúa, người người qua lại tấp nập, đều là những khách mời đang trên đường trở về. Trong buổi yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa lần này, không hề nghi ngờ, chính là sự việc trọng đại hiếm có trong những năm gần đây. Phàm là những người được mời đến đều cảm thán không uổng chuyến đi lần này. Lâm Nhất cưỡi trên lưng huyết long mã, quay đầu nhìn lại cũng có chung cảm khái. Chương 1008. Trước khi đến, chưa từng nghĩ rằng thực lực của mình lại được xếp vào hàng ngũ đầu của đế quốc Đại Tần. Những người trước đó hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn thì trong bữa rượu hắn cũng chưa từng yếu thế. Chẳng qua vẫn không thể buông thả, một khi Bạch Lê Hiến xuất quan ắt sẽ đột phá thánh thể. Hắn ta vốn đã có thực lực, lại dựa vào uy lực thánh thể, không biết sẽ còn mạnh đến mức nào. Ân oán giữa hắn và Bạch Lê Hiến không giống với Tư Tuyết Y, không phải chỉ cần dựa vào rượu là đã có thể hóa giải được. Đối phương không tìm hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm đối phương. Bỗng nhiên, ngoại trừ Lâm Nhất ra, đám yêu thủ và tuấn mã mà nhóm người Hàn Nhiên đang ngồi liền cảm nhận được sự áp bức từ đâu phóng đến, khiến chúng bất an không chịu đứng yên. Ha ha, đường đường Lăng Tiêu kiếm các đến một con ngựa tốt cũng không có sao. Là đám người Hỗn Nguyên môn Văn Ngạn Bác, ỷ vào sức mạnh của Hắc Lân mã mà bọn họ đang cưỡi, dàn hàng ngang tiến đến. Trắng trợn phát tán yêu sát trên người Hắc Lân mã về phía hàng người của Lăng Tiêu kiếm các. Trong cơ thể Hắc Lân mã bao hàm huyết mạch của hậu duệ thánh thú Kỳ Lân, mặc dù dòng huyết mạch này rất nhỏ, nhưng cũng miễn cưỡng có liên quan đến hậu duệ của thánh thú. Thần tuấn và uy mãnh, trong luồng yêu sát khủng khiếp còn bao hàm một luồng thánh uy nhàn nhạt. Mấy con Hắc Lân mã phi nước đại đến khiến yêu thủ và tuấn mã của nhóm Hân Nghiên đều cảm thấy sợ hãi không yên. Bất kể khống chế thế nào cũng không thể vỗ về được bọn chúng. Nhìn ánh mắt Lạc Phong đầy phẫn nộ, Văn Ngạn Bác bật cười nói, hôm qua không phải rất oai phong à. Thế nào bây giờ gặp được lão phu lại đứng ngồi không yên thế này? Ha ha ha! Mấy đệ tử của Hỗn Nguyên môn cũng bật cười phụ họa, hôm qua mặc dù Lăng Tiêu kiếm các đã áp đảo bọn họ. Nhưng cơ hội trước mắt này, nếu có thể trêu chọc đối phương một chút thì cũng không thể bỏ qua. Dù gì ở trước cửa phủ công chúa người qua lại cũng nhiều, cũng coi như khiến Lăng Tiêu kiếm các mất mặt trước bản dân thiên hạ rồi. Lâm Nhất không nói gì, vỗ nhẹ lên cổ của huyết long mã. Quỳnh! Trong thoáng chốc, một luồng khí tức tàn bạo hung hãn từ đôi mắt đỏ máu của huyết long mã ập ra. Luồng khí tức lạnh lẽo khiến cả võ giả cũng phải run sợ. Lập tức đánh tan yêu sát phát ra từ trên người Hắc Lân mã. Còn về luồng thánh uy nhàn nhạt kia, đối diện với huyết mạch chân long biến dị của huyết long mã thì chẳng tính là gì. Chỉ như con chó nhỏ mèo nhỏ run rẩy lập cập khi nhìn thấy hổ vương trong rừng già. Chương 1009. Hắc Lân mã mà đám người Hỗn Nguyên môn đang cưỡi bỗng nhiên trở nên nóng nảy, bất an, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Chuyện gì vậy? Mặt Văn Ngạn Bác biến sắc, nắm chặt dây cương, dốc sức vỗ về Hắc Lân mã bên dưới. Xoạt! Một tia huyết quang thoáng qua đôi mắt của huyết long mã, cái sừng phía trước trán phát ra luồng lôi quang nhàn nhạt, nhảy chồm về phía trước, há miệng gầm gào.
Dưới ánh mặt trời, da lông toàn thân như được tắm dưới luồng sáng vàng kim, tỏa sáng lấp lánh. Cơ thể cao lớn uy mãnh, thân tuấn thẳng tắp khiến nó trông giống như một con chiến mã viễn cổ trong tranh vẽ. Rầm, rầm, rầm. Hắc lân mã của đám người Hỗn Nguyên môn bị dọa cho thất kinh, không ngừng lui lại phía sau, trong lúc khủng hoảng ngã vật ra đất. Mấy người Văn Ngạn Bác lập tức bị vật ngã ra đất, mặc dù tu vi của Văn Ngạn Bác cao thâm không đến nỗi bị thương. Nhưng sĩ diện thì coi như đã bị mất hết. Mấy con hắc lân mã bị đè trên mặt đất không ngừng run rẩy, có gọi thế nào cũng nhất quyết không chịu đứng dậy. Kéo kẹt kéo kẹt. Lúc các đệ tử của Hỗn Nguyên môn đang kinh ngạc, huyết long mã mà Lâm Nhất đang cưỡi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường đột nhiên nhếch miệng cười quái gở, lộ ra hai hàng răng cửa to đùng, kéo kẹt cười không ngừng, tiếng cười nghe vô cùng chói tai. Như vẫn chưa đủ, thằng nhãi này vừa cười gian xảo lại còn vừa giẫm lên mấy con hắc lân mã đang nằm bò dưới đất. Vừa giẫm vừa cười quái gở, đám người Văn Ngạn Bác nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đen thui. Đến con ngựa của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng đang cười nhạo bọn họ. Chuyện gì vậy, hắc lân mã của Hỗn Nguyên môn đều bị đè trên đất rồi, việc lạ nha. Ha ha, các ngươi không biết, đám người Hỗn Nguyên môn này lấy người đấu với ngựa mà lại còn bị thua. Nhìn thấy chưa, đây chính là huyết long mã mà Lâm Nhất cưới, một mình nó đã dọa cho 6 con hắc lân mã của đối phương sợ chết khiếp. Dũng mãnh quá, nhưng mà con ngựa này làm sao vậy, hai hàng răng cửa kia của nó là đang cười hả? Ông trời ơi! Lại còn cười thật, ha ha ha, thú vị quá, một con ngựa mà lại cười gian đến vậy. Phụt, ha ha ha, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Người của Hỗn Nguyên môn sợ là muốn chết luôn mất, vậy mà lại để cho một con ngựa cười nhạo. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, người khác mà nói với ta thì chắc chắn ta sẽ không tin đâu. Gian quá đi mất, Lâm Nhất sao lại có một con ngựa như vậy chứ, cười chết ta mất thôi. Nhìn bộ dạng của con huyết long mã, đệ tử của những tông môn khác đang chuẩn bị khởi hành trở về, ai nấy đều cười lăn cười lộn, cười đến sắp vỡ cả bụng. Lạc Phong trưởng lão ung dung vỗ vào con ngựa đi lên phía trước, cười nói, Văn Ngạn Bác, mặc dù tối qua Hỗn Nguyên môn của ông đã hoàn toàn lu mờ bởi ánh sáng của Lăng Tiêu Kiếm Các, nhưng cũng không cần phải hành lễ lớn như vậy, đến cả hắc lân mã cũng muốn tặng cho chúng ta. Đi đây, lễ này Lăng Tiêu Kiếm Các không nhận nổi. Ha ha ha. Chương 1010. Trong tiếng cười vang, mấy người của Lăng Tiêu Kiếm Các cố gắng nén cười, quất ngựa rời đi. Cút, nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đáng cười, một con súc sinh mà thôi, còn cười nữa thì ta chém chết ngươi. Đợi nhóm người Kiếm Các rời đi, đệ tử Hỗn Nguyên môn lập tức lạnh giọng quát về phía đám người đang vây quanh đó cười cợt. Hỗn Nguyên môn dù gì cũng là một trong tứ đại tông môn. Sau vài tiếng quát tháo thì cũng không còn ai cười cợt nữa. Chỉ là đã mất sạch cả thể diện. Câu chuyện cười ngày hôm nay, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người trong đế đô này, nói ra chắc không tin, đường đường trưởng lão tông môn lại bị một con ngựa cười vào mặt. Văn Ngạn Bác trưởng lão xa sầm mặt, nhìn về phía nhóm người Lâm Nhất đi xa, trong đôi con ngươi ngập đầy sát ý. Năm ngón tay siết chặt, lạnh lùng nói, ta tạm cho các ngươi đắc ý một thời gian. Từ đế đô quay trở về Lăng Tiêu Kiếm Các cưỡi yêu thú, tuấn mã nhanh thì 3-4 ngày còn chậm thì 6-7 ngày. Bất kể tính thế nào thì cũng chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể thuận lợi trở về tông. Nhưng sau khi rời khỏi đế đô một ngày, hai người Lạc Phong trưởng lão và Hân Tuyệt bèn cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Hai người không nói nhiều, chỉ nói với những người còn lại là tăng tốc lên, không được dừng lại nghỉ ngơi nữa, chuẩn bị đi cả ngày lẫn đêm để trở về tông. Đến buổi sáng ngày thứ ba, Lạc Phong và Hân Tuyệt đi trước dẫn đường thoáng đổi sắc mặt, đồng thời dừng lại. Mấy người Lâm Nhất đi theo phía sau đều cảm thấy không ổn, Đường Thông cất tiếng hỏi, Lạc trưởng lão, có chuyện gì vậy? Lạc Phong không nói gì, nhìn sang Hân Tuyệt. Vèo! Trên yêu thú tuấn mã, Hân Tuyệt đột nhiên bật người bay lên không trung giống như một mũi tên bắn khỏi cung. Trong chớp mắt, khuất hẳn vào trong đám mây. Biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Trong lòng Lâm Nhất thầm ngạc nhiên, huyền võ tầng thứ 10, sức mạnh bộc phát thật khủng khiếp. Thoáng chốc đã có thể nhảy được cao như vậy, cho dù là Lâm Nhất tu luyện thất huyền bộ đến đỉnh phong viên mãn cũng không thể làm được như vậy. Điều này có liên quan đến tu vi,
nếu không có chân nguyên dồi dào hỗ trợ thì sẽ không thể chống đỡ được sức bộc phát đến như vậy. Đợi đến khi Hân Tuyển đáp xuống, trong tay đã có thêm một con chim vô cùng bình thường. Thậm chí còn chẳng được tính là yêu thú, trên người chẳng có chút xíu khí tức nguy hiểm nào, bình thường nếu nhìn thấy nó chắc chắn sẽ bỏ qua luôn. Rắc! Năm ngón tay của Hân Tuyệt dễ dàng bóp nát con chim này, nhưng lại không máu me như những gì nhóm Lâm Nhất tưởng tượng. Con chim sống động như thật này lại là một con rối cơ quan, sau khi bóp nát xong mới lộ ra một viên linh ngọc nhị phẩm có khắc rất nhiều linh văn trên đó. Lâm Nhất nhướng mày, chỉ liếc mắt nhìn qua thôi hắn đã phát hiện linh ngọc kia nhìn thì khá tinh xảo. Nhưng linh văn khắc trên đó chi chít như sắp dính liền cả vào nhau, tạo thành một trận pháp linh văn rất nhỏ. Chương 1011. Đây là cơ quan thú của Hỗn Nguyên Môn, sau khi chúng ta ra khỏi thành vẫn luôn bị con chim này theo dõi. Xem ra, dù vẫn còn đang ở trong phủ công chúa nhưng hắn đã bắt đầu tìm cách giải quyết chúng ta rồi. Hân Tuyệt đánh ra viên linh ngọc trong tay khẽ than thở. Sắc mặt Lạc Phong âm trầm, nơi đầu mày thoáng qua sát ý, giọng băng lạnh nói, đám người này thực sự là âm hồn không tan. Chẳng lẽ tưởng rằng Lăng Tiêu Kiếm các thực sợ bọn họ hay sao? Giọng nói nhỏ dần, ông ta rút từ trong túi trữ vật ra một lệnh phù rồi bóp nát. Sau khi lệnh phù nọ vỡ nát, trong không trung có làn sóng vô hình dao động, ngay lập tức truyền đi. Sắc mặt nhóm người Đường Thông thoáng đổi, đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, Hỗn Nguyên Môn vậy mà lại dám giữa đường chặn giết chúng ta. Hồng hộc, bỗng nhiên, không hề báo trước. Bầu trời phía trước mặt xuất hiện một đám mây đen kịt. Chỉ thấy một đàn chim màu đen nhiều không đếm xuể, chi chít, ùn ùn kéo đến, như mũi tên bắn khỏi cung, nhanh như chớp lao về phía tất cả mọi người. Tránh ra, đây là huyền hỏa nha. Lạc Phong trưởng lão trầm giọng hét lên. Mấy người bật người bay vọt lên, vội vàng lui về phía sau, những con tuấn mã mà bọn họ cưỡi cũng giật mình hoảng sợ, bỏ chạy thật xa. Quỳnh! Lời vừa dứt. Từng con huyền hỏa nha lao thẳng xuống đất nổ tung. Trên mặt đất bằng phẳng bỗng chốc xuất hiện hàng loạt những cái hố to đùng, khiến người ta nhìn mà sợ hết hồn. Phảng phất như ngày tận thế, mặt đất dần dần rung chuyển, ánh lửa bập bùng cháy lên, hai tai ù đi. Nếu như bị nổ trúng người thì có lẽ hiện trường ngoài Lạc Phong trưởng lão và Hân Tuyệt có thể rút lui mà không bị thương tích gì ra, chỉ e những người khác đều không tránh khỏi bị thương nặng, thậm chí tử vong. Rất khó có thể tưởng tượng, nếu như không phát hiện ra con rối cơ quan kia từ trước thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Cho dù trước mắt, dư âm do đám huyền hỏa nha sau khi phát nổ này gây ra cũng khiến đám người Đường Thông chật vật ứng phó. Trong đám bụi mù mịt, Lâm Nhất khế nheo mắt, xuyên qua đám bụi nhìn bóng con huyết long mã đang chạy xa thoáng thở phào một hơi. Sâu trong đáy mắt đồng thời nổi lên sát ý lạnh băng. Thủ đoạn thật là tàn độc. Bạo tay như vậy, chỉ hơi lơ là một chút thôi, sợ là cả đoàn người đều phải mất mạng tại đây rồi. Hồng hộc, âm thanh chói tai phá không vang lên, bốn bóng người đáp xuống, áo đen bịt mặt, khí tức thâm sâu khó dò, xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù số người không nhiều nhưng không có ai ngoại lệ, tất cả đều là cao thủ cảnh giới tử phủ. Lạc Phong nhìn bốn người này, trong lòng trầm hẳn xuống. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà đã triệu tập được bốn cao thủ cảnh giới tử phủ. Chương 1012. Chẳng lẽ mấy người của Hỗn Nguyên Môn trước khi đến tham gia yến tiệc đã chuẩn bị sẵn cái bẫy này? Sắc mặt Sa Sầm nói, người của Hỗn Nguyên Môn, đúng là chó không sửa được thói ăn cứt, đã mấy trăm năm rồi mà vẫn còn dùng loại thủ đoạn thế này. Hỗn Nguyên Môn, chúng ta không phải là người của Hỗn Nguyên Môn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chúng ta là người đến giết các ngươi là được rồi. Trong đáy mắt Hắc Y Nhân thoáng qua vẻ xảo trá, giọng nói âm u. Trong lòng Lâm Nhất dao động nhưng nghe có chút quen tai, giọng nói này hình như giống với giọng của Văn Ngạn Bác. Lão già này, rõ ràng hiểu nhưng còn giả bộ ngu. Ánh mắt Văn Ngạn Bác quét qua, rơi trên người Lâm Nhất, sát ý trong đáy mắt bùng lên, trầm giọng nói, ta giữ chân lão già này, mấy người các ngươi đi giết Lâm Nhất. Ngay sau đó rút ra một thanh trường đao tỏa ánh sáng lạnh lấp lánh, nhanh như thiểm điện chém về phía bên này. Xoẹt! Ánh đao lấp lánh, hàn ý ập đến, trong không khí phảng phất như bị chém làm đôi. Ánh đao màu đen dài gần 10 trượng nhoáng lên một cái rồi lập tức rơi lên phía đỉnh đầu của Lạc Phong trưởng lão. Lăng Tiêu Nhất Chỉ!
Tà áo của Lạc Phong trưởng lão tung bay phấp phới, hét một tiếng thật to sau đó điểm một cái. Rắc! Đao mang dài gần chục trượng lập tức bị hóa giải, trong dư âm sao động, cuồng phong nổi lên khắp trời. Nhiều năm rồi không giao đấu, thực lực vậy mà cũng tăng lên nhiều đó. Văn Ngạn Bác che mặt cười he he nói, thế tấn công trong tay chưa từng chậm lại. Trong khi hai người đánh nhau kịch liệt, các cao thủ cảnh giới tử phủ khác cũng tung người nhảy lên lao về phía nhóm người Lâm Nhất, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong tiếng sấm vang rền, Hân Tuyệt tuổi kiếm khỏi vỏ, trầm giọng nói, ta chặn lại một người, hai người còn lại các ngươi cố gắng dốc sức giữ chân, không nên đánh nhau trực diện, nhớ phải bảo vệ tiểu sư đệ, đợi viện binh đến. Sư huynh yên tâm, trong giờ phút sinh tử, nhóm người Đường Thông mặc dù cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng dù gì cũng là tinh anh nội môn. Đụng chuyện không sợ hãi, trái lại, trong mắt còn lộ rõ sự kiên quyết, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Bảo vệ tiểu sư đệ. Hân Nhiên và bốn người Đường Đồng nắm chặt binh khí trong tay, cẩn thận di chuyển, che chắn xung quanh Lâm Nhất. Ngu xuẩn. Hai gã hắc y nhân cười khẩy, lập tức ra tay, chân nguyên toàn thân sôi trào, uy áp mênh mông cuồn cuộn đánh úp đến. Chỉ đối mặt với khí thế của đối phương đã đủ khiến nhóm Hân Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Tan ra. Một trong hai người duỗi tay ra giữa không trung ấn xuống một cái, chân nguyên hùng hậu cô đọng lại thành một trường khổng lồ màu tím hệt như một ngọn núi đánh xuống mấy người Hân Nhiên. Chương 1013. Sắc trời đột nhiên tối sầm, một trường kia tạo thành bóng mờ bao phủ bọn họ. Khi trường nổ tung, khóe miệng năm người rỉ ra máu tươi, bị đánh văng ra ngoài ngay tại chỗ. Năm người nặng nề rơi xuống đất. Cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, chân nguyên trong cơ thể tán loạn, lúc này, bọn họ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Nhất quỳ một chân xuống đất, dùng tay che ngực, sắc mặt hắn tái nhợt. Quá mạnh, chênh lệch một đại cảnh giới thật sự khiến người ta tuyệt vọng, bất kể thủ đoạn có cao siêu đến đâu thì khi đối mặt với chân nguyên hùng hậu cũng đều vô nghĩa. Tử phủ, đây chính là thực lực sau khi ngưng tụ được tử phủ sao? Lũ ô hợp. Các ngươi vốn không biết cảnh giới tử phủ khủng khiếp như thế nào. Hai gã hắc y nhân đứng sóng vai bên nhau, nhìn thấy năm người bị đánh bay một cách dễ dàng, bọn họ nhếch mép cười khẩy. Vù vù, hắc y nhân cũng không có ý định chơi trò mèo vờn chuột, cười lạnh một tiếng rồi liên thủ vọt về phía Lâm Nhất. Bọn họ dự định sẽ giải quyết hắn trong nháy mắt. Hừ, tưởng ta chưa từng thấy cảnh giới tử phủ à? Muốn giết tiểu sư đệ thì phải bước qua cửa của ta trước. Một luồng khí lạnh bộc phát từ trên người Hân Nhiên, hóa thành gió lạnh điên cuồng lao đi, trong khoảnh khắc, cô đã chém ra ba kiếm. Trên thân kiếm như có huyết diễm thiêu đốt, vô cùng lạnh lẽo và sáng chói. Ngăn bọn họ lại. Khí thế phát ra từ trên người Hân Nhiên khiến mấy người Đường Đồng khẽ giật mình, bọn họ thoáng chần chừ vài giây rồi lại liên thủ, một lần nữa xông lên. Một gã hắc y nhân chợt có cảm giác mồ hôi lạnh túa ra, cơn ớn lạnh từ đầu ập đến khiến gã không tài nào ngó lơ được. Vừa quay đầu nhìn lại liền thấy mấy người Hân Nhiên cầm kiếm xông đến, khí thế mênh mông cuồn cuộn, dáng vẻ thấy chết không sờn. Gã không khỏi nhíu mày, lạnh giọng nói, người của Lăng Tiêu kiếm các đúng là có cốt khí, để ta ngăn cản mấy tên tiểu quỷ này, người đi đối phó với tên tiểu tử kia đi. Không thành vấn đề. Hai người phân công làm việc. Kế đó, một gã hắc y nhân nán lại, tên còn lại thì xông thẳng đến chỗ Lâm Nhất. Nhìn thấy sư tỷ và những người khác bất chấp sống chết để ngăn cản một gã hắc y nhân vì mình, Lâm Nhất không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất di chuyển, thân hình hắn biến ảo, trước mắt mọi người bỗng xuất hiện 9 tàn ảnh. Một trường quét ngang đánh nát 9 tàn ảnh kia, trường phong thổi qua khiến cả người Lâm Nhất chấn động, kế đó bị đánh văng ra hơn 100 mét. Chương 1014. Chân nguyên hoàn toàn không cùng một cấp độ, nếu không phải hắn tu luyện long tượng chiến thể thì e là đã khiến hắn bị trọng thương ngay tại chỗ. Chịu một trường toàn lực của ta mà vẫn giữ được mạng, khó trách tông môn lại nhất quyết muốn giết người. Trong mắt hắc y nhân lóe lên tia kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, lạnh lùng nói. Ma Vân Thủ. Hắc y nhân điên cuồng quát lên một tiếng, sau đó bay vọt lên trời, rồi hung hăng đánh xuống một trường.
chân nguyên màu đen ngưng tụ thành cự trưởng hệt như quả núi, một lần nữa nện thẳng xuống người Lâm Nhất. Lần này không có những người khác phân tán lực lượng, thế nên toàn bộ uy áp đều rơi trên người Lâm Nhất. Kiếm. Lâm Nhất bình tĩnh duỗi tay nắm lấy chuỗi kiếm táng hoa. Vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn không chút do dự tế ra bá kiếm. Ầm. Bá khí vô cùng vô tận từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt, kiếm quang sáng chói như ánh mặt trời bắn thẳng lên trời, chém về phía cự trưởng màu đen kia. Xoẹt xoẹt. Cự trưởng màu đen bị xuyên thủng ngay tại chỗ, bắt đầu xuất hiện vết nứt, thế nhưng uy áp hung hãn vẫn ầm ầm đổ ập xuống. Tuy nhiên, tốc độ rơi xuống đã có phần giảm đi. Lâm Nhất giang hai tay ra, sau lưng, kim ô ấn được kích phát, nhìn hắn hệt như kim ô đang giương cánh. Phút chốc, hắn lao ra như tia chớp. Ầm. Cuối cùng, một trưởng kia cũng rơi xuống khiến mặt đất chia năm xẻ bảy, hàng hà sa số đất đá bị hất tung lên trời. Dư chấn vẫn còn kéo dài không ngớt, tựa như mưa to gió lớn đánh úp về phía Lâm Nhất. Thình thịch. Trong quá trình bay ngược, Lâm Nhất múa kiếm trong tay, Thủy Nguyệt kiếm thế hóa thành từng đợt sóng nước đánh tan những dư chấn còn lại. Đến khi rơi xuống đất, xem như hắn đã miễn cưỡng thoát thân. Chết! Mắt thấy sát chiêu của mình lại lần nữa thất bại, trong mắt Hắc Y Nhân bùng lên lửa giận, năm ngón tay quặp lại thành chảo, lập tức chộp về phía Lâm Nhất. Gã đã mất hết kiên nhẫn, quyết định dùng tu vi mạnh mẽ của mình để áp chế Lâm Nhất, tiến hành cận chiến. Lâm Nhất thu kiếm vào bao, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên túi trữ vật. Xoẹt! Chiến kỳ xích diễm xuất hiện, hắn duỗi tay nắm chặt lấy nó, bắt đầu chuyển sang cận chiến. Chiến kỳ được thêu hoa văn huyết sắc, diễn hóa thành song nguyệt huyết liêm sắc bén, phần chuỗi chiến kỳ bắn ra hai cái lưỡi hái bén ngọt, trông vô cùng đáng sợ. Hai cái lưỡi hái cùng cột cờ tạo thành một hình tam giác vừa dài vừa sắc nhọn, dưới ánh mặt trời, lóe lên tia sáng lạnh khiến lòng người rét buốt. Nó có hình dáng tinh xảo như trăng lưỡi liềm, hai bên đối xứng, phần lưỡi mỏng đến mức khó tin. Chương 1015. Lưỡi đạo xích diễm trong tay Lâm Nhất hệt như một con hung thú khát máu. Ngay khi cầm lấy nó, khí chất trên người hắn bỗng chốc thay đổi. Bảo khí. Lúc này, trong mắt ông lão Hắc Y bỗng lóe lên tia hoảng sợ. Sát khí đẫm máu trong lưỡi đao dường như vô cùng phấn khích khi cảm nhận được sát ý đang cuộn trào trong lòng Lâm Nhất. Thoáng chốc, trước mặt Lâm Nhất xuất hiện một con đường dẫn đến đỉnh cao được tích tụ bởi vô số máu tươi. Nơi đó có hàng hà sa số thi cốt đã từng chết dưới lưỡi đao xích diễm. Chính là đợi ngươi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, phần đuôi của lưỡi đao xích diễm hung hăng đâm về phía ông lão Hắc Y đang lao đến. Ta không phải kẻ thích giết chóc. Nhưng nếu người muốn giết ta, ta tất phải giết ngươi. Hãy để cho núi thây biển máu này tạo thành con đường bước lên đỉnh cao của Lâm Nhất ta. Giết! Lâm Nhất một tay cầm lưỡi đao xích diễm xoay tròn, lưỡi hái tam giác sắc bén nơi đầu đao, với khí thế nhanh như chớp giật, đâm về phía Hắc Y Nhân đã nảy sinh ý muốn lui bước. Phập phập, âm thanh phá không chói tai vô cùng, bảo khí dũng mãnh dưới sự thúc đẩy của chân nguyên vậy mà lại tự động dẫn dắt Lâm Nhất xông qua chém giết. Nhanh, nhanh quá. Lão giả Hắc Y muốn lùi lại phía sau nhưng lại không thể ngờ được sau khi bị đẩy ngã lên phía trước, thứ mà ông ta phải đối mặt chính là bảo khí đã chuẩn bị xong từ lâu của Lâm Nhất, dưới tình huống hoàn toàn bất ngờ, trong lòng âm thầm chửi rủa. Không kịp nghĩ nhiều, trong đáy mắt ông ta thoáng qua vẻ quyết đoán, hai tay nhúc nhích, vận chuyển chân nguyên toàn thân. Trong một thoáng, phía trước người ngưng tụ thành 9 chiếc khiên dày bằng chân nguyên. Nhưng lưỡi hái tam giác của lưỡi đao xích diễm kia mang khí thế như trẻ tre, những chiếc khiên bằng chân nguyên được ngưng tụ một cách vội vàng đâu thể nào ngăn chặn được một đòn tấn công như sấm sét của Lâm Nhất. Rắc rắc rắc, 9 chiếc khiên bằng chân nguyên giống như thủy tinh, từng tầng vỡ nát, vô số mảnh vụn rơi lả tả. Nhưng dù sao thì 9 chiếc khiên chân nguyên này cũng đã tranh thủ được chút thời gian cho lão giả Hắc Y. Sức mạnh long tượng cổ xưa cùng với chân nguyên hùng hậu đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một chiến giáp màu tím trước ngực. Quỳnh! Lưỡi đạo xích diễm đánh nát 9 chiếc khiên tạo bởi chân nguyên sau đó đập mạnh lên chiếc chiến giáp màu tím, dưới lực tác động mạnh mẽ, bỗng nhiên xuất hiện vết nứt sau đó dần dần lan ra. Lão giả Hắc Y nôn ra một búng máu tươi, cả cơ thể bị đánh bay ngược về phía sau. Đáy mắt Lâm Nhất thoáng lóe hàn quang.
còn nói không phải là người của Hỗn Nguyên Môn, đến Long Tượng Chiến Thể Quyết cũng lôi ra dùng rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tử Diên Kiếm Quyết điên cuồng thúc đẩy, Lâm Nhất bước liền ba bước, không đợi lão giả Hắc Y kịp đứng vững. Hai tay nắm chặt lưỡi đao xích diễm, song nguyệt huyết liêm do lá cờ ngưng tụ thành, quét một đường tạo thành luồng ánh sáng màu huyết diễm, cắm mạnh xuống. Chương 1016. Lão giả Hắc Y giật mình kinh hoàng, ông ta mới bước vào cảnh giới tử phủ, nếu giao đấu với Bảo Khí thì chỉ có được một mất 10. Gần như không hề có ý định đối đầu trực diện, ông ta mặc kệ chân nguyên xích diễm đang sao động trong cơ thể, trong lúc hoảng hốt liền lui lại một bước. Dầm! Ông ta vừa kịp tránh được một đòn tấn công khủng khiếp nhưng còn chưa kịp đứng vững để nghĩ lấy hơi thì song ngư huyết liêm đang ghim trên mặt đất bỗng nhiên cháy bùng lên một ngọn lửa màu đỏ hừng hực thiêu đốt bao hàm trong đó là sát khí ngập trời. Dư âm của ngọn lửa sao động, hất tung lão giả Hắc Y, trên dưới khắp người lão cũng bị ngọn lửa liếm vào, cháy bùng bùng. Đáng ghét, uy lực của bảo khí này sao lại đáng sợ như thế? Lão giả Hắc Y ngạc nhiên không thôi. Bảo khí thông thường trong tay của một người cảnh giới huyền võ tầng thứ 7 cũng không đến mức có được uy lực như vậy mới đúng. Chỉ có thể miễn cưỡng rót lực vào sử dụng mà thôi, đối với một kẻ mạnh như cảnh giới tử phủ mặc dù cũng có chút tác dụng uy hiếp, nhưng tuyệt đối không đến mức ép cho ông ta đến mức chật vật như vậy. Cũng không thể trách được ông ta, nếu như cờ chiến xích diễm ở trạng thái đánh xa thì Lâm Nhất cũng chỉ có thể rót lực đủ để miễn cưỡng sử dụng. Nhưng mà khi nó ở trạng thái cận chiến, được sử dụng trong tay Lâm Nhất thì lại không có nhiều hạn chế như vậy, đây cũng chính là điểm đặc biệt của cờ chiến xích diễm. Nhớ khi đó Lâm Nhất ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 5 đã có thể rót lực vào trong chiến đạo xích diễm, đến nay hắn đã thăng lên cấp 7, đương nhiên uy lực của lưỡi đao xích diễm lại càng tăng lên. Chân nguyên ảo ạt rót vào, lưỡi đao xích diễm cảm nhận được sát ý của Lâm Nhất khiến nó trở nên cực kỳ dữ tợn, giống như một con hung thủ thượng cổ đang sống sờ sờ. Chết! Không đợi ông ta kịp nghĩ nhiều, trong ánh lửa hừng hực, một chiếc bóng bay qua không trung lao đến. Thiếu niên áo xanh tóc dài tung bay, lệ khí khắp toàn thân bộc phát ra, trong đôi mắt hừng hực sát khí vô tận. Lưỡi hái tam giác sắc bén ở mũi đao lại đâm qua một lần nữa. Giống như một luồng huyết sắc kinh hồng, khoảng cách hàng trăm mét mà lập tức đã đến. Giác! Chiến giáp màu tím vừa mới kịp vá lại chỗ nứt, khi kinh hồng bay đến lại đâm xuyên qua một lần nữa. Đến khi Lâm Nhất rút lại lưỡi đao thì lưỡi hái tam giác sắc bén kia đã nhuốm đầy máu. Một đòn tấn công này đã đâm xuyên qua chiến giáp màu tím của lão giả Hắc Y, cắm ngập vào người nửa tấc. Lão giả Hắc Y ho lên một tiếng tay ôm ngực nôn ra mấy búng máu tươi. Chiến giáp màu tím được ngưng tụ bởi chân nguyên và sức mạnh long tượng vỡ nát bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Chậc chậc, lưỡi đao xích diễm nhuốm máu tươi nhìn như một con hung thú nanh ác đang liếm mép. Hung quang trong đáy mắt lóe lên, trông vô cùng hưng phấn. Chương 1017 kiếm nô, đừng hòng ngông cuồng. Không kiềm được rung lên, linh văn trên cán cờ sáng rực lấp lánh. Khí hung sát dày đặc không ngừng bắn ra khiến nó trông càng trở nên dữ tợn. Nơi tầm mắt Lâm Nhất có thể chạm đến, trên mặt đất đều là xương trắng, thấy chất như núi máu chảy thành sông, cả thế giới đều là một màu đỏ máu. Có chút không thể phân biệt được đâu là hiện thực đâu là ảo ảnh, bảo khí cũng là hung khí, một khi thấy máu ắt sẽ bộc phát hung tính. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, chân nguyên khắp người cuồn cuộn không dứt, điên cuồng rót vào trong đó, nhưng lại giống như nước đổ vào sông, không thể đổ đầy được. Lưỡi đao xích diễm mang đến cho hắn uy lực vô song nhưng cũng yêu cầu quá nhiều. Sau mấy lần thi triển không hề suy nghĩ, thấp thoáng đã có chút không khắc chế được hung tính của lưỡi đao xích diễm. Thực lực xem ra vẫn chưa đủ, không thể hoàn toàn khống chế được bảo khí này, khi thi triển phải tiết chế lại một chút. Cứ giết một người đã rồi tính tiếp. Ánh sáng lạnh lóe lên trong đáy mắt Lâm Nhất, tầm mắt rơi lên người Hắc Y Nhân, sát ý âm u lạnh lẽo ảo ạt không ngừng, bao trùm lên người Hắc Y Nhân đang giãy giụa. Lão già này, rốt cuộc thì cũng là kẻ mạnh cảnh giới tử phủ, liên tiếp chịu hai đòn công kích của bảo khí vậy mà vẫn chưa chết. Văn trưởng lão, cứu ta. Trong lúc tuyệt vọng, Hắc Y Nhân hét lên một tiếng. Chuyện gì? Văn Ngạn Bác đang giao đấu với Lạc Phong trưởng lão, quay đầu lại nhìn, vừa mới nhìn đến thì mặt đã biến sắc. Bảo khí. Trong lòng như có tiếng sấm nổ vang,
liếc mắt nhìn về phía hắc y nhân đang bị trọng thương, vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Kiếm nô, đừng hòng ngông cuồng. Ông ta dùng một chưởng chấn lui Lạc Phong, phá không lao đến, đáp xuống ngay trước mặt lão giả hắc y. Một luồng khí thế dồi dào cuồn cuộn từ trên người ông ta bắn thẳng lên tầng mây, phía sau lưng cuồng phong nổi lên, năm ngón tay siết chặt, một quyền tung ra đập vào lưỡi đao xích diễm đang trên đà chém xuống của Lâm Nhất. Quỳnh! Trong tiếng vang rung trời, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, vô số bụi bặm dưới tác động của dư âm, không ngừng bốc lên trong không trung. Một cuộn sóng khí khuấy động xung quanh cơ thể hai người, nghiền nát bụi và nham thạch bị cuồng phong thổi bay trong không trung. Khóe miệng Lâm Nhất xỉ ra một dòng máu tươi, tay nắm lưỡi đao xích diễm bị đánh bay thẳng ra ngoài. Muốn chết! Lạc Phong trưởng lão vội vàng chạy đến, hầm hầm giận dữ, không đợi Văn Ngạn bác ra tay, ông ta đã vươn một bàn tay ra ấn lên ngực đối phương, âm thanh đứt gãy của xương sườn vang lên, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Hồng hộc! Cũng chính vào lúc này, trong tầng mây phía xa từng con kiếm điêu mang theo kiếm thế ảo ạt vạch qua bầu trời nhanh chóng lao đến. Trong lòng Văn Ngạn bác thầm chửi một tiếng, tự biết mình đã không thể giết chết Lâm Nhất được nữa, kéo mặt nạ xuống hét lên, rút lui. Ba người hắc y nhân còn lại cũng mặc kệ đám người Hân Tuyệt bám giết mà lần lượt rút lui thật nhanh. Chỉ là hắc y nhân bị Lâm Nhất dùng lưỡi đao xích diễm đánh bị thương thì bước chân chậm hơn nên bị rớt lại ở phía sau. Lăng Tiêu Nhất Chỉ. Chương 1018 Tiểu sư đệ ngươi không sao chứ? Lạc Phong trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay chỉ một cái, kiếm mang sáng lòa bắn ra từ ngón tay trỏ. Trong chớp mắt đã đâm xuyên qua người của hắc y nhân bị rớt lại phía sau, cả nhục thân bỗng huỳnh một tiếng, bị kiếm thế điên cuồng làm cho nổ tung. Hóa thành một làn mây máu tản ra trong không trung. Nhóm người Văn Ngạn bác quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, trong mắt chứa đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi tăng nhanh tốc độ bước chân. Tiểu sư đệ ngươi không sao chứ? Hân Nghiên bước nhanh đến, trong đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Lâm Nhất lau vệt máu nơi khóe miệng, vừa mới định nặn ra một nụ cười lại phát hiện đầu váng mắt hoa, bước chân loạng choạng sau đó ngã nhào. Gương mặt xinh đẹp của Hân Nghiên tái mét, vội vàng bước lên trước đỡ lấy cơ thể hắn. Viu! Một luồng cuồng phong thổi đến, Lạc Phong đứng ở trước mặt Lâm Nhất, vươn tay ra điểm liên tục 3 lần lên ngực hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt! Mỗi một lần điểm đều có một luồng chân nguyên rồi rào rót vào bên trong cơ thể. Nơi đan điền, đóa tử diên hoa kết tinh tử băng gần như khô héo, chớp mắt lóe lên sáng bóng, dần dần nở ra. Hai mắt Lâm Nhất mở ra, cảm kích nhìn Lạc Phong trưởng lão một cái. Lạc trưởng lão, Lâm Nhất đây là, Hân Nghiên sốt ruột hỏi. Không có việc gì, hắn chỉ là quá nóng lòng, dùng bảo khí hơi bị quá độ thôi. Lạc Phong trưởng lão nhìn Lâm Nhất một cái thật sâu, trong đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, uy lực của lưỡi đao xích diễm được phát huy trong tay Lâm Nhất hơi vượt quá sức tưởng tượng. Cũng không biết Lâm Nhất rốt cuộc đã luyện công pháp gì mà có thể chống đỡ được mức tiêu hao cực lớn như vậy. Đổi thành người khác, nếu như hắn không hề kiêng dè gì mà rót sức vào cờ chiến xích diễm thì e là giờ phút này đã biến thành một thi thể khô cạn rồi. Mặc dù nói không có gì đáng ngại, nhưng sau này nhớ phải chú ý, không được liều lĩnh như thế. Lạc Phong trầm giọng nói. Lâm Nhất gật đầu, không hề phản bác, chỉ là mọi việc đều có nguyên nhân, một thân kiếm pháp của hắn rõ ràng không thể địch nổi kẻ mạnh ở cảnh giới tử phủ. Ngoài trừ việc tế ra bảo khí thì hắn không còn cách nào khác, cũng coi như bị ép đến bước đường cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà nhờ phúc của ngươi, lần này Hỗn Nguyên Môn đã chết một trưởng lão cảnh giới tử phủ. Đối phương hẳn cũng phải rút ra được bài học rồi. Lạc Phong trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt thoáng nét giận dữ. Hồng hộc, Lâm Nhất, sau này ngươi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tuy lần này đã phá hủy âm mưu của Hỗn Nguyên Môn, nhưng khó đảm bảo chúng sẽ không tiếp tục nhắm vào ngươi. Lạc Phong trưởng lão nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt chứa đầy sự kỳ vọng, 3 năm sau. Ngươi sẽ là hy vọng tiến vào Long Môn tranh tài của Lăng Tiêu kiếm các chúng ta. 3 năm sau sao? Nếu có cơ hội, hắn vẫn hy vọng có thể gắng hết sức mình trong Long Môn tranh tài vào cuối năm nay. Chương 1019 Người có tên, cây có bóng.
chỉ có 8 vị trí, nghĩ lại cũng có chút khó khăn. Thực lực bây giờ của hắn vẫn còn kém xa Hân Tuyệt sư huynh, so với Bát Đại công tử chỉ sợ khoảng cách sẽ càng lớn. Hai ngày sau, cả đoàn người không còn gặp trắc trở nào nữa, thuận lợi quay về Lăng Tiêu kiếm các. Chuyện trong yến tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa đã truyền tới kiếm các từ lâu, Mai Hộ Pháp dẫn theo 7 trưởng lão chấp kiếm đích thân ra nghênh đón. Nếu đã dành vinh quang cho tông môn, đương nhiên kiếm các sẽ không thiếu phần thưởng. 7 người trưởng lão chấp kiếm mỗi người thưởng cho Lâm Nhất 500 viên linh ngọc nhị phẩm, 10 viên linh đan nhị phẩm. Con số lớn, phần thưởng phong phú khiến mọi người ngưỡng mộ không thôi. Nhưng không có ai đỏ mắt ganh tị. Đổi lại là những người khác, có thể dành vinh quang cho kiếm các ở đại điện Quỳnh Đài giống như hắn, phần thưởng cũng sẽ không ít. Những người khác, Hân Tuyệt, Hân Nghiên và đám Đường Thông đi cùng cũng nhận được phần thưởng, đương nhiên không phong phú bằng Lâm Nhất. Lạc Phong trưởng lão tràn đầy khí thế, mặt mày rạng rỡ, làm Bạch Đình cùng đến nghênh đón cảm thấy chua xót muốn chết. Nhiều người âm thầm bàn tán, có lẽ Lạc Phong trưởng lão sẽ là điện chủ đời tiếp theo của trưởng lão điện. Hai người cạnh tranh nhưng vì mối quan hệ với Lâm Nhất mà kéo giãn khoảng cách rất lớn. Một số đồng liêu ngày xưa thậm chí còn vì chuyện này mà bắt đầu xa lánh ông ta, không còn ân cần niềm nở như trước. Tên kiếm nô chết tiệt, đáng ra năm xưa ông ta nên mặc kệ mọi thứ, một trưởng đánh chết hắn ở Cửu Tinh tranh bá. Bạch Đình nhìn chằm chằm Lâm Nhất, nỗi thù hận trong lòng như dậy sóng, nhưng ngoài mặt lại miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Bộ dạng đó muốn khó coi bao nhiêu có khó coi bấy nhiêu. Lâm Nhất nhìn thấy nhưng không quan tâm nhiều, bây giờ ông ta không làm gì được hắn nữa rồi. Ông ta có hận hắn thế nào cũng phải thành thật kìm chế vào. Chỉ là Lâm Nhất muốn động vào ông ta thì nhất thời cũng không có cách gì cả. Bây giờ hắn có huy hoàng thế nào, đối phó với một trưởng lão thâm niên của một tông môn cũng hơi khó. Nhưng không sao. Bạch Đình gặp nhiều thứ không thuận chắc chắn còn khó chịu hơn hắn. Khi hắn trở về Lạc Già Sơn, đương nhiên không tránh khỏi một phen chúc mừng. Nhìn quanh không thấy bóng dáng của Lý Vô Ưu đâu. Sau khi biết được từ Mạc Thành rằng tên đó đã ra ngoài lịch luyện, trong lòng Lâm Nhất cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao hắn ta cũng đã thông suốt đầu óc, nếu còn lười biếng như trước kia thì đừng nói trở thành đệ nhất kiếm khách của Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế Quốc có thể có một vị trí cho hắn ta hay không cũng khó nói. Người có tên, cây có bóng. Hắn nghỉ ngơi ở Lạc Già Sơn chưa được mấy ngày, người đến chào hỏi liên tục không dứt. Vừa có trưởng lão các điện trong tông môn, vừa có các nhân vật nổi tiếng, thế gia ở Đại Tần Đế Quốc. Không muốn chuyện thế tục quấn thân, hắn báo với Hân Nghiên một tiếng, sau đó một mình đi đến Sơn Mạch Tịch Diệt lịch luyện. Nửa tháng sau. Sâu trong Sơn Mạch Tịch Diệt, một thác nước từ trên núi cao đổ xuống, dài nghìn trượng, giống như một dải lụa ánh bạc. Dòng nước sao động, rơi xuống bên dưới, hội tụ thành một hồ nước rộng mênh mông, trên mặt hồ thỉnh thoảng bắn lên bọt nước. Đất trời lặng yên, cổ thụ sâu thẳm bốn phía ngoài tiếng nước chảy ra thì không còn động tĩnh nào nữa. Thế nhưng mặt hồ bỗng nhiên chấn động kịch liệt, không hề có dấu hiệu báo trước sóng to gió lớn. Cuồn cuộn mãnh liệt. Dòng nước sao động, trong lúc va đập mơ hồ có tiếng kiếm ngân vang vọng bốn phía, tiếng leng keng át cả tiếng thác nước nghìn trượng đè xuống khiến nó trở nên thật nhỏ bé. Chương 1020 lòng như tấm gương sáng, không dính một hạt bụi. Kiếm ý và chân nguyên hùng hậu khuấy động mặt hồ mênh mông, đến mức long trời lở đất, sóng cuộn ào ạt, trong chốc lát không thể dừng lại. Vù! Một luồng sáng kiếm rực rỡ lấp lánh lao vọt ra khỏi mặt nước. Làm dấy lên những con sóng cao vút như kiếm. Đợi đến khi nhìn rõ mọi thứ, luồng sáng đó không phải ánh sáng kiếm, mà là một thiếu niên toàn thân ướt đẫm. Thiếu niên mặt mày thanh tú, ngũ quan đẹp đẽ, bọt nước trên người không ngừng bị chân nguyên sấy khô. Dưới ánh mặt trời, cơ bắp toàn thân lộ ra đường cong hoàn hảo, ngũ quan có vẻ mơ hồ dần rõ nét hơn. Đợi đến khi áo quần khô ráo, mái tóc bay bay, sự sắc bén nơi mi mày của thiếu niên trở nên vô cùng đáng sợ. Không cần nhiều lời, thiếu niên đó đương nhiên là Lâm Nhất tránh né chuyện thế tục. Sau khi rời khỏi Lạc Già Sơn, hắn đã đến thác nước mà hắn từng tu luyện Thủy Nguyệt Kiếm Pháp, dùng Tuế Nguyệt Tâm Kinh cô đọng tu vi tăng vọt của mình.
Nhờ quả huyết viêm mà tu vi của hắn tiến bộ vượt bậc, nhảy liền hai cấp bậc, tiến lên huyền võ tầng 7. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng trong lòng Lâm Nhất lại đầy bất an. Theo kinh nghiệm của hắn, chân nguyên không quan trọng ở số lượng, mà quan trọng ở chất lượng hơn. Thật không dễ gì, khổ tu nửa tháng, tiêu tốn 3.000 viên linh ngọc nhị phẩm, cuối cùng cũng cô đọng được chân nguyên toàn thân bằng tuế nguyệt tâm kinh. Cơ thể Lâm Nhất như chiếc lá rơi, như bông liễu lững lờ, đi lại trên mặt hồ vẫn không ngừng có sóng ập xuống. Mặc cho gió lớn điên cuồng rít gào, sóng cuộn không ngừng, hắn vẫn bình thản đi đến bên bờ. Trên chiếc áo xanh của hắn không dính chút bọt nước nào, sạch sẽ gọn gàng, không vương chút bụi. So với nửa tháng trước, bây giờ giữa trán Lâm Nhất như tỏa ra ánh sáng, rửa mặt lại lần nữa thì biến trở lại thành giản dị tự nhiên, sự sắc bén thu hết vào trong. Dù cho không bị chuyện vặt vãnh quấn thân, hắn cũng sẽ đến đây tiềm tu, cô đọng chân nguyên một lần. Chiến đấu một trận với cảnh giới tử phủ khiến hắn có áp lực lớn như núi, phát hiện kiếm thuật, sát chiêu của mình ở trước mặt chân nguyên mạnh mẽ của đối phương lại chẳng có tác dụng gì. Nếu không có bảo khí ở bên mình thì ba chiêu đã chết thảm. Nghĩ tới bát đại công tử, nghe nói bọn họ có thể chiến đấu với cảnh giới tử phủ, lại khiến Lâm Nhất dùng mình. Trong đó, người xuất sắc nhất như đại hoàng tử thậm chí còn có thể giết cao thủ cảnh giới tử phủ, cảm giác áp bách quá mạnh. Thật ra Lâm Nhất có điều không biết. Tuy bát đại công tử chưa đạt đến tử phủ, nhưng ai nấy đều là bán bộ tử phủ, chân nguyên có thể ngưng luyện thành thể lỏng, khoảng cách với cảnh giới tử phủ không lớn như người ngoài tưởng tượng. Lâm Nhất xoay người lại nhìn, mặt hồ sao động đã dần dần yên tĩnh. Khói sóng mênh mang, mênh mông vô bờ, cảnh non sông hữu tình, nếu không để ý sẽ chìm đắm vào đó mà quên mất chính mình. Tâm chợt thay đổi. Trong đôi mắt giản dị và tự nhiên của Lâm Nhất lóe lên sự sắc bén, rực rỡ muôn màu. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay khép lại thành chưởng rồi đẩy mạnh về phía trước. Rầm rầm rầm. Chương 1021 lần này đừng khiến hắn thất vọng nữa. Trước luồng khí tức khó lường này, những con yêu thú ở gần đó đều run bần bật, sợ sệt e dè. Những con nhát gan sớm đã bỏ trốn mất dạng. Còn những con yêu thú to gan hơn cũng cố gắng ẩn nấp, trong mắt chúng tràn đầy sợ hãi, nghi hoặc và lo lắng. Lãnh địa của yêu thú thường là bảo địa phong thủy, dồi dào linh khí, chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khi đứng trước luồng khí tức khó lường và đáng sợ này, tất cả chúng đều e sợ, không dám ở lâu. Nhưng cũng có một số yêu thú hung bạo và tàn ác tỏ ra thù địch khi đối mặt với luồng khí tức này, coi nó như một sự khiêu khích. Chúng lặng lẽ biến mất, từ từ đến gần. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn. Tam ấn hợp nhất. Trong không gian trống trải phát ra một tiếng quát lớn, khí tức đáng sợ đi cùng với đó liên tục ngưng tụ, nhưng khi sắp dung hợp lại đột nhiên trở nên tán loạn. Chủ nhân của giọng nói lập tức đau đớn kêu rên, mặt mũi tái nhợt, trông có vẻ hơi khó chịu. Lại thất bại ư? Lâm Nhất đã quên mất đây là lần thất bại thứ mấy trong nửa tháng này. Mỗi lần thất bại, chân nguyên cuồng bạo thuộc về Long Hổ Quyền đều sẽ phản phệ kịch liệt, gân cốt toàn thân đau nhức như bị gãy thành từng đoạn nhỏ. May mà hắn đã luyện thành Long Tượng Chiến Thể Quyết, nếu là những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không dám thử như vậy. Phương hướng hẳn đã đúng, có lẽ mình còn thiếu một luồng khí, một luồng hào khí có thể trấn áp ba ấn của Long Hổ Quyền. Tìm đường sống trong chỗ chết. Sau khi uống đan dược, điều tức ổn định, Lâm Nhất tự phân tích. Bất luận là kim cương ấn cô đọng chân nguyên, độ cuồng bạo ngang với núi lửa phun trào, hay là phá không ấn, phá dũng khí tiến thẳng không lùi của thanh kiếm trong lòng, hay phục ma ấn với chính khí cương trực công chính, tất cả đều thuộc loại khí tức mạnh mẽ, bá đạo và độc đoán. Tam ấn hợp nhất, khí tức bá đạo mạnh mẽ này không biết trở nên mạnh đến mức nào. Nếu không có luồng hào khí có thể dồn vào tử địa thì hoàn toàn không thể trấn áp thành công. Sàn sạt. Một tiếng động nhỏ lọt vào tai, Lâm Nhất nhíu mày, nhếch môi cười khẩy. Trong nửa tháng qua đã có không ít yêu thú đến gây sự với hắn. Nhưng tiếc rằng ngay cả việc làm hắn giãn gân giãn cốt, chúng cũng không thể làm được, thật đáng thất vọng. Xem ra sơn mạch tịch diệt thực sự rất rộng,
hắn vẫn chưa đi sâu vào trong nên chưa gặp được nhiều loài yêu thú mạnh. Lần này đừng khiến hắn thất vọng nữa. Hồng hộc. Vừa nghĩ tới đây, ba con yêu thú toát ra tà khí như xương máu bổ nhào tới trước mặt Lâm Nhất. Bùm. Chương 1022 tốc độ nhanh quá. Cơ thể to lớn của nó nặng nề chạm đất, hàng cây cổ thụ ở xung quanh rung lên, làm cho lá rơi lả tả như tuyết bay. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, mắt chợt rực sáng. Ba con yêu thú, một con sói tử viêm với phần cuối đuôi bốc cháy hỏa diễm màu tím, đôi mắt phát ra ánh sáng tím, trông cực kỳ yêu dị. Một con báo hắc lân, toàn thân phủ đầy vảy đen như bộ giáp xích, đường cong cơ thể rất rõ ràng. Cuối cùng là một con xà vĩ sư, nó có cơ thể to nhất, phần đuôi là một con rắn độc quỷ dị uốn lượn trên lưng. Cả ba con yêu thú đều là yêu thú cấp bậc tinh anh huyền võ tầng 8, yêu sát tỏa ra trên người chúng đều đẫm huyết quang. Giống với võ giả nhân loại, trong cùng một cảnh giới có phân chia cao thấp, và yêu thú cũng vậy. Ở cùng một cảnh giới được chia thành yêu thú cấp bậc tinh anh, bá chủ và vương giả. Một con yêu thú cấp bậc tinh anh có thể giết 10 con yêu thú cấp bậc bình thường cùng một lúc. Yêu thú cấp bậc bá chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, còn yêu thú cấp bậc vương giả tương đương với yêu nghiệt trong giới võ giả nhân loại. Khi gặp phải chúng, đến cả Lâm Nhất cũng phải tạm thời né tránh. Trong sơn mạch tịch diệt, Lâm Nhất đã từng nhìn thấy một con yêu thú huyền võ tầng 8 từ xa. Nó cực kỳ đáng sợ, yêu thú bình thường hoàn toàn không có sức chống cự khi đứng trước nó, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. Ba con yêu thú tinh anh huyền võ tầng 8 trước mặt này cũng đủ khiến vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc. Giữa yêu thú và võ giả không có nhiều sự thỏa hiệp. Ở trong mắt chúng, võ giả là món ăn ngon nhất của chúng, võ giả nào có cảnh giới càng mạnh thì càng ngon miệng, thậm chí có thể nâng cao tu vi. Hồng hộc. Con sói tử viêm dẫn đầu tấn công, trong tiếng gầm rú, nó lao nhanh tới như một tia chớp tím. Tốc độ nhanh quá. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn cười nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt hắn đã di chuyển 10 trượng, xuất hiện bên dưới một cây cổ thụ chọc trời một cách nhẹ như mây gió, lặng yên không một tiếng động. Trong nửa tháng qua, việc tu luyện thất huyền bộ không hề bị trễ nải. So với tam ấn hợp nhất rắc rối, việc tu luyện thất huyền bộ ngưng tụ ra kim ô ấn đến viên mãn đỉnh phong chỉ như nước chảy thành sông. Trong tình huống chân nguyên tăng tiến, Lâm Nhất chỉ cần tôi luyện sơ sơ đã thành công nâng thất huyền bộ lên tới viên mãn đỉnh phong. Tốc độ thân pháp tăng lên rất nhiều, trên đất bằng chỉ một cái chớp mắt đã di chuyển ra xa 10 trượng, nếu không để ý kỹ thì mắt thường không thể thấy được. Sói tử viêm rất tin tưởng vào tốc độ của mình, nhưng trong đôi mắt tím của nó vẫn thoáng qua vẻ kinh ngạc, không ngờ móng vuốt sắc bén của nó lại chộp vào khoảng không, phát ra âm thanh chói tai. Tránh được một chiêu của sói tử viêm, nhưng không thể tránh được đòn tấn công của báo hắc lân. Trong mắt báo hắc lân lóe qua một tia huyết quang mờ nhạt, nó bổ nhào tới ngay khi Lâm Nhất vừa tiếp đất. Gần như cùng lúc đó, móng vuốt khổng lồ của xà vĩ sư chộp tới với một lực rất lớn, nếu một võ giả huyền võ tầng 8 không đề phòng cũng sẽ bị đập thành thịt nát. Giết! Chương 1023 Bách Thú Lai Triều. Trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, huyết tính trên người Lâm Nhất sao động, chân nguyên sôi trào giữa tiếng rồng ngâm hổ gầm. Năm ngón tay dần siết lại, khí thế toàn thân không ngừng phun trào, loáng thoáng có thể thấy được long ảnh mơ hồ. Đến khi năm ngón tay siết chặt lại, long ảnh dữ tợn đáng sợ kia giận dữ gầm lên, cứ thế bị kéo vào trong quyền mang. Tường long tại thiên. Long ảnh tràn vào làm cho quyền mang ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, đáng sợ lạ thường. Nó lao về phía báo hắc lân đang bổ nhào tới, mặt đất nứt toác ra, bụi đất tung bay. Quyền mang khủng khiếp như mưa to gió lớn, lập tức đánh bay báo hắc lân ra xa. Răng rắc. Sau cùng, những miếng vảy trên người nó liên tục ngọ nguậy để triệt tiêu kiếm kình bên trong quyền mang. Tàng long ngọa hổ. Tay trái hóa rồng, tay phải hóa hổ, hai tay Lâm Nhất chạm mạnh vào nhau. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, nó như hai ngọn núi đối đầu nhau, sáp nhập với nhau tạo thành một ngọn núi cao ngất bao trùm lấy hắn. Hổ nằm trên đỉnh núi, rồng nấp dưới chân núi, thi triển ra cảnh giới tàng long ngọa hổ. Chiêu thức này vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ.
tấn công thì sấm vang chớp giật, tường long tại thiên, hổ nhảy qua núi sông, phòng thủ thì bốn phương tám hướng nổi gió, sừng sững bất động. Rầm. Móng vuốt của xà vĩ sư đập xuống làm cho mặt đất rung mạnh, nhưng Lâm Nhất vẫn đứng bất động, không hề bị thương trong làn bụi đất mù trời. Bùm bùm bùm. Sói Tử Viêm và báo Hắc Lân đồng thời tấn công, không ngừng ra chiêu. Một lát sau, ba con yêu thú tinh anh huyền võ tầng 8 đã đấu với Lâm Nhất mấy chục chiêu, cực kỳ hung ác. Bách thú lai chiều. Ngay khi ba con yêu thú chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công, khí thế toàn thân Lâm Nhất phóng ra, tâm pháp Long Hổ Quyền được thi triển đến cực hạn, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén, khí chất toàn thân đột nhiên thay đổi. Hư ảnh một con mãnh hổ khổng lồ phát ra ánh sáng yêu dị, nhắm chặt hai mắt ngồi xổm đằng sau Lâm Nhất. Khi hắn tung quyền, đôi mắt hổ kia đột ngột mở ra, huyết quang như điện, răng nanh dữ tợn, khí thế vương giả nhìn xuống bốn phương. Đôi mắt đỏ này lạnh băng, dường như tất cả chúng sinh trong thiên hạ cũng phải run rẩy. Uy áp vương giả vô thượng của một con thú vương được Lâm Nhất dùng kiếm ý, chân nguyên và khí lực thi triển đến cực hạn. Một quyền đánh ra, uy áp vương giả giáng xuống, bách thú lai chiều. Quyền mang đáng sợ tàn nhẫn nghiền nát thế tiến công của ba con yêu thú một cách dễ như trở bàn tay. Hắn dùng tàng long ngọa hổ, nộ khí và sát khí được tích tụ lâu ngày đồng thời bùng nổ trong chiêu thức bách thú lai chiều này. Bùm bùm bùm. Trong tiếng nổ động trời, sói Tử Viêm có sức phòng ngự yếu nhất bị nổ thành xương máu ngay tại chỗ, trước khi chết trong mắt nó tràn đầy không cam lòng. Trên cơ thể to lớn của xà vĩ sư xuất hiện một lỗ thủng dữ tợn. Vết thương chẳng chịt toàn thân. Báo Hắc Lân có lớp vảy quỷ dị cũng bị chóc từng miếng vảy, lộ ra vết thương trơ trụi đầm máu. Lâm Nhất nhìn lướt qua, sau đó xông về phía xà vĩ sư đã bị thương nặng, song quyền như sấm điên cuồng oanh kích. Quyền hệt như kiếm, kiếm hệt như quyền, quyền mang nổ tung, kiếm thế toàn thân bùng nổ như lửa cháy hừng hực. Sau mấy chục quyền, kiếm thế mà hắn phóng ra mênh mông như núi. Xà vĩ sư khổng lồ đứng trước mặt hắn cùng trở nên nhỏ bé. Chương 1024 yêu thú cấp bá chủ. Hồng hộc. Xà vĩ sư trông vô cùng thê thảm, có vẻ sắp không chịu được nữa, rắn độc uốn lượn trên lưng biến thành một tia u quang, há miệng muốn cắn Lâm Nhất. Rắn có kịch độc, chỉ cần bị cắn chúng thì không chết cũng bị thương. Nhưng Lâm Nhất chẳng thèm để mắt tới, hắn chắp tay lại thành kiếm, ra tay nhanh như điện. Rắn độc thoáng chốc bị cắt thành 7-8 đoạn, huyết quang nổ tung trên không trung. Chết! Cú đấm cuối cùng đánh lên đầu xà vĩ sư, một tiếng nổ vang lên, thân thể cao lớn của xà vĩ sư chậm rãi ngã xuống trước mặt Lâm Nhất. Vào khoảnh khắc nó ngã xuống, bụi bặm cuồn cuộn bốc lên, cổ thụ chọc trời bị chấn động đến mức đưng đưa trái phải. Lá rụng đầy trời lả tả rơi xuống, tung bay trong gió. Báo Hắc Lân đưa mắt nhìn xuyên qua đống lá rụng, lén bỏ dậy, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Lâm Nhất cũng không vội ngăn nó lại, sau khi lấy đi yêu đan của hai yêu thú tinh anh, hắn giang hai tay ra, hai tay khẽ run. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Trong nháy mắt, hắn bay qua đống lá rụng, tựa như kim ô bay lượn giữa không trung, chẳng mấy chốc đã bay xa cả trăm trượng. Sau khi đáp đất một chút, hắn lại bay lên giữa núi rừng lần nữa. Bay lên đáp xuống một hồi, hắn nhanh chóng đuổi kịp báo Hắc Lân đang chạy thục mạng kia. Có điều hoàn cảnh xung quanh bất chi bất giác trở nên vô cùng vắng lặng. Một lúc sau, trước mắt toàn là nham thạch đỏ rực, trong cảm giác khô nóng còn chứa đựng sự hoang vu. Lâm Nhất bay xuống đất, bước đi ở nơi này, cuối tầm mắt là một ngọn núi hoang cao ngất. Trên đỉnh núi tràn đầy mây đen xen lẫn ánh sáng màu đỏ, dữ tợn chẳng khác nào tia máu, cả bầu trời khiến người ta có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Báo Hắc Lân quay đầu nhìn Lâm Nhất, trong mắt lóe lên vẻ gian trá, nó nhanh nhẹn nhảy mấy cái trên tảng đá rồi biến mất dưới một bóng râm. Biến mất rồi. Vào lúc Lâm Nhất đang ngạc nhiên, một tia sáng nhạt xuất hiện trên bầu trời, xua tan đi bóng râm kia. Một con mãnh hổ đầu đầy máu tươi. Răng đang xé thịt con mồi, cao đến gần trăm trượng xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Yêu thú cấp bá chủ, con báo Hắc Lân này tự mang đến rắc rối cho mình rồi. Con báo Hắc Lân kia không phải biến mất mà là trốn sau lưng con mãnh hổ này, có thể thấy nó to lớn đến mức nào.
Trong lúc đang suy nghĩ, mãnh hổ đang gặm con mồi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, lúc nhìn thấy hắn, nó nhả yêu thú máu tươi đầm đìa trong miệng ra, nở một nụ cười tàn nhẫn. Trong thú tính hung ác còn có thêm một chút nhân tính khiến người ta bất an. Soạt. Vào khoảnh khắc mãnh hổ đứng dậy, bộ lông đỏ như lửa trên người nó bốc cháy, khiến bầu không khí ở vùng đất hoang vu này trở nên càng nóng bức hơn, trong mặt đất bị nứt có tia lửa không ngừng bắn lên. Chương 1025 thú vị thật. Hổ xích diễm. Lâm Nhất nhíu mày, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không đụng vào kiểu yêu thú cấp bậc bá chủ huyền võ tầng 8 này. Có thể tránh thì tránh, có thể né thì né. Nó là bá chủ một phương, có thể cắn xé yêu thú huyền võ tầng 9 bình thường một cách dễ dàng, có lực lượng hùng hậu và cuồn cuộn. Một vuốt hổ đánh tới cũng có thể đập vỡ một gò núi, tính khí nóng nảy, còn có khả năng phòng ngự đáng sợ. Huyết mạch biến dị còn có thể giúp nó thao túng linh khí thuộc tính hỏa, có thể bắn ra liệt diễm, cực kỳ khó giải quyết. Hổ xích diễm trước mắt còn lợi hại hơn, rõ ràng hơi thở trên người nó đã đạt đến huyền võ tầng 8 đỉnh phong. Có thể đột phá ràng buộc của tầng 8, đột phá huyền võ tầng 9 bất cứ lúc nào. Nhưng trước mắt rõ ràng không kịp rời đi nữa. Có điều, Lâm Nhất cũng không định đi, hắn đến sơn mạch tịch diệt này hơn một tháng, hình như vẫn chưa gặp phải yêu thú đáng để mình sử dụng toàn lực. Chiến kỳ lặng lẽ hừng hực cháy lên trong mắt Lâm Nhất. Hổ xích diễm chậm rãi di chuyển trái phải, vì thân thể cao lớn của nó, khiến người ta có ảo giác hơi nặng nề. Nó không thấy Lâm Nhất thì lập tức liều mạng xông tới như những yêu thú khác, mà chỉ nhìn chằm chằm hắn. Uy thế yêu thú hùng hậu thuận theo hô hấp nặng nề của nó như rời sông lấp biển trấn áp về phía Lâm Nhất. Nó muốn khiến Lâm Nhất thấy áp lực trước khi ra tay, để hắn chủ động để lộ sơ hở. Thú vị thật! Cảm nhận được uy thế yêu thú cuồn cuộn trên người nó, Lâm Nhất lặng lẽ điều động Tử Diên kiếm quyết, kiếm thế tăng vọt. Nhẹ nhàng hóa giải uy lực đáng sợ này trong vô hình. Trong mắt hổ xích diễm lóe lên ánh sáng hung ác, nó cúi thấp đầu, lông trên người dựng đứng, há mồm để lộ răng nanh sắc bén, dữ tợn mà đáng sợ, gầm lên một tiếng chấn động đất trời. Gào! Gió mạnh nhanh chóng nổi lên, trong không khí tràn ngập hơi thở nóng bỏng, còn chưa kịp phản ứng đã có ánh lửa lốm đốm xuất hiện trên không trung, sau đó ngưng tụ thành quả cầu lửa chói mắt như sao băng. Ầm ầm. Quả cầu lửa mang theo hơi nóng đáng sợ tựa mưa sao băng rơi xuống với tốc độ nhanh như bão tố. Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn giẫm mũi chân một cái, nhanh chóng lùi về sau. Trong lúc lùi lại, hắn đánh ra hai quyền tựa như kiếm, chân nguyên dao động, đánh nổ quả cầu lửa đang đánh tới. Ầm ầm ầm. Thiên địa thoáng chốc không ngừng xuất hiện tiếng nổ vang, có tiếng nổ khi Lâm Nhất đánh vỡ quả cầu lửa. Sau đó là tiếng quả cầu lửa rơi xuống đất khiến mặt đất nổ tung, âm thanh nối liền với nhau làm đất rung núi chuyển, lửa bắn khắp nơi chẳng khác nào ngày tận thế, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng Lâm Nhất cũng đã hiểu vì sao nơi này ngột ngạt như thế, nếu mỗi lần đại chiến đều thế này thì không hoang vu cũng lạ. Mưa lửa đáng sợ vừa dừng lại, không đợi Lâm Nhất đi tới, một bóng mờ khổng lồ đã ầm ầm rơi xuống tựa như núi nhỏ. Hổ xích diễm vung móng vuốt, gào thét lao tới, muốn đánh Lâm Nhất thành một đống thịt vụn. Chương 1026 xem ra phải nghiêm túc một chút mới được. Lên! Lâm Nhất giang hai tay, tựa như kim ô bay lên trời, tránh thoát vuốt hổ đáng sợ trong gang tấc, trong mắt lóe lên tinh quang. Xuống! Hắn lao về phía hổ xích diễm như một mũi tên, trong năm ngón tay siết chặt như có rồng ngâm hổ gầm, cú đấm chẳng mấy chốc sẽ đánh lên lưng hổ. Vụt. Nhưng Lâm Nhất còn chưa đáp xuống, tóc trên đầu đã bị gió thổi bay, gió mạnh đến mức khiến ngũ quan biến dạng, cả mắt cũng không mở ra được. Thất huyền bộ, nhân đa lưu ảnh. Lâm Nhất di chuyển nhanh trong không trung, nhanh chóng để lại 9 tàn ảnh. Ầm ầm ầm. Một cái đuôi đỏ rực quét qua trước mắt, đó là cái đuôi mang theo ngọn lửa thiêu đốt của hổ xích diễm. Lâm Nhất lộn mấy vòng trên không rồi rơi xuống đất, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Nguy hiểm thật, cũng may thất huyền bộ của hắn đã thăng cấp lên viên mãn đỉnh phong, nếu không chắc chắn sẽ trúng đòn này, hậu quả thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Wow! Hổ xích diễm quay đầu,
trong đôi mắt nhìn về phía Lâm Nhất lóe lên vẻ khinh thường, mưa hỏa diễm lại bắt đầu rơi xuống trong tiếng gầm gừ. Xem ra phải nghiêm túc một chút mới được. Trong mắt Lâm Nhất có hàn mang lóe lên, chân nguyên và lực lượng long tượng trong người lặng lẽ ngưng tụ, lúc quả cầu lửa sắp rơi xuống, chiến giáp long tượng xuất hiện trên người hắn. Giết! Trong tiếng hét điên cuồng, Lâm Nhất bay lên trời, quả cầu lửa đánh trúng chiến giáp chỉ tạo thành một cơn chấn động rồi lặng lẽ biến mất, không hề ảnh hưởng gì đến Lâm Nhất cả. Lâm Nhất tiếp tục tiến lên, vì có chiến giáp long tượng trên người nên hắn không hề sợ hãi trước đòn tấn công của hổ xích diễm. Hắn giơ tay đấm ra một quyền. Khí huyết trên người cuồn cuộn như biển, lực lượng long tượng tràn ngập tứ chi, thân thể hắn tựa như một con man thú. Trong lúc gào thét, khí thế cuồng bạo va chạm với uy lực yêu sát của hổ xích diễm trên không trung, đối đầu gay gắt, không chút nhượng bộ. Báo Hắc Lân ở phía xa lặng lẽ nhìn một người một hổ giao chiến, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, rõ ràng không ngờ Lâm Nhất có thể lợi hại đến mức này. Yêu thú cấp bậc bá chủ như hổ xích diễm mà cũng không thể dễ dàng xử lý hắn, sau khi chiến giáp kia xuất hiện, hắn còn mơ hồ chiếm lợi thế hơn. Trên tay Lâm Nhất không hề có vũ khí nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, quyền mang ngưng tụ thành long tượng chiến đỉnh cổ xưa, long tượng thượng cổ vần quanh người hắn, uy thế đáng sợ. Keng keng keng, chiến đỉnh bị va chạm kịch liệt, tựa như một bài chiến ca phát ra từ nơi xa, xuyên qua dòng sông thời gian vang lên trong thiên địa. Chiến đỉnh là lễ khi thượng cổ, thánh nhân coi đỉnh như trời, trong thiên địa sẽ chỉ có một chiến đỉnh được sinh ra nhanh như tia chớp, thần thủ xuất hiện hoặc là chân long bay lượn hoặc là phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng, hoặc là kỳ lân bay cao. Chương 1027 Hàng Long Phục Hổ. Trước mắt, Lâm Nhất chỉ tu luyện long tượng chiến thể đến tầng 4, vẫn chưa đến mức là dị tượng đáng sợ. Nhưng thánh ca tấu lên vẫn vang vọng trong thiên địa, khiến quyền mang của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, chứa đựng chiến khí lẫm liệt trang nghiêm. Dốc toàn lực chiến đấu, trong người Lâm Nhất vang lên tiếng nổ tựa như man thú gào thét, khí huyết của hắn sôi trào, tạo thành cuồng phong vô tận. Mái tóc dài của hắn tung bay trong không trung, đôi mắt lạnh lẽo, trong mắt có thần quang lóe sáng, trên dưới cả người đều tràn trề tinh lực như muốn nổ tung. Hổ xích diễm đang đối chiến với hắn càng đánh càng ngạc nhiên, thiếu niên trước mắt tựa như tinh lực vô hạn. Khí thế trên người hắn còn điên cuồng hơn cả lúc trước, hoàn toàn không giống như chỉ là võ giả huyền võ tầng 7. Họa long điểm tinh. Tường long tại thiên. Tàng long ngọa hổ. Bách thú lai triều. Trong tiếng gào thét điên cuồng, Lâm Nhất không ngừng tấn công hổ xích diễm bằng sát chiêu của long hổ quyền, tựa như mưa rền gió dữ. Hổ xích viêm không ngừng lùi lại dưới đòn tấn công của Lâm Nhất, uy lực yêu sát trên người nó cũng có xu thế sụp đổ. Sau khi Lâm Nhất ra chiếu bách thú lai triều, hư ảnh mãnh hổ to lớn sau lưng hắn bất ngờ mở mắt ra. Trong mắt lóe lên huyết quang, răng nanh dữ tợn, khí thế vương giả cuồn cuộn ngất trời. Ầm! Lâm Nhất đấm tới. Thân thể to như núi của hổ xích diễm bị quyền mang đánh trúng, văng xa ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, nó lăn lộn mấy vòng dưới đất, liên tục tạo thành mấy cái hố to. Bịch bịch bịch. Lâm Nhất liên tục tiến tới mấy bước trong không trung, vững vàng dừng lại dưới đất. Thấy hổ xích diễm giãy giụa đứng dậy, nhưng khí thế trên người vẫn mạnh mẽ như trước, hắn hơi nhíu mày. Sức sống của yêu thú cấp bậc bá chủ quá mạnh mẽ. Yêu thú bình thường mà gặp đòn đánh này của hắn thì đã chết từ lâu rồi. Còn hổ xích diễm này chỉ bị thương nặng mà thôi, vẫn có thể đánh một trận nữa. Nhất định phải đánh đòn phủ đầu, không cho nó có sức tiếp tục chiến đấu nữa. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tinh mang, kim ô ấn sau lưng phát sáng, trong nháy mắt, Lâm Nhất đã lao tới trước mặt hổ xích diễm đang ngã dưới đất. Hàng Long Phục Hổ. Không đợi nó đứng dậy. Lâm Nhất lập tức sử dụng chiêu cuối cùng của Long Hổ Quyền là Hàng Long Phục Hổ. Chương 1028 đột phá rồi. Trên người Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, tay trái ngưng tụ thành khí thế Hàng Long, tay phải ngưng tụ thành khí thế Phục Hổ, Hàng Long Phục Hổ, rung động đất trời. Dưới quyền mang của hắn, uy lực của Long Hổ Quyền gần như đạt đến đỉnh cao, trong ánh sáng mạnh mẽ, bên ngoài cơ thể của Lâm Nhất như có một tầng kim quang bao phủ. Một quyền thức Hàng Long đánh ngã hổ xích diễm vừa mới đứng dậy một lần nữa,
Thức phục hổ đánh tan ngọn lửa đang cháy mạnh trên người nó, thân hình khổng lồ bình đánh bay mấy trăm mét. Sau khi ngã xuống, nó kêu thê thảm một tiếng, lăn lộn dưới đất, trên thân hổ khổng lồ là vô số thương tích, máu tươi giàn giụa. Lâm Nhất Thu quyền đứng thẳng, uy thế long hổ đáng sợ dần biến mất. Hổ xích diễm máu tươi đầm đìa nhìn chằm chằm Lâm Nhất đang chậm chậm đi về phía mình, trong mắt nó lộ vẻ hoảng sợ. Nó đứng dậy một cách khó khăn, nhưng vừa đứng lên đã ngã xuống một lần nữa, sức sống dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vụt! Báo Hắc Lân đưa hắn đến nơi này biến thành một tia sáng màu đen, vội vàng chạy trốn. Lâm Nhất nhìn thoáng qua, nhưng không để ý tới nó, nhưng khi nhìn về phía hổ xích diễm một lần nữa, hắn chợt cảm nhận được một hơi thở đáng sợ. Còn không kịp phản ứng, một cái vuốt hổ đã đánh mạnh lên trước ngực hắn. Phụt! Chiến giáp long tượng vỡ nát, Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay cả nghìn mét. Xương sườn xuất hiện những vết nứt, nội kình đáng sợ khiến cả người đau đớn không thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hổ xích diễm lại đứng lên một lần nữa, trên người chứa đựng hơi thở đáng sợ, không ngờ lại là huyền võ tầng 9. Đột phá rồi. Lúc sắp chết, còn yêu thú cấp bậc bá chủ huyền võ tầng 8 này lại phá vỡ ranh giới, thành công đột phá. Nó không để ý đến vết thương trên người mình, mà bắt đầu rít gào. Ánh mắt hung tợn nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, kế đó, nó hùng hục lao về phía hắn. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao đi được ngàn mét. Áp lực khủng bố đè xuống người Lâm Nhất, vốn dĩ hắn đang bị thương, cho nên lập tức có cảm giác ngay cả thở cũng khó khăn. Khụ khụ khụ. Lâm Nhất vừa ho vừa khạc ra máu, đến lúc này, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn chằm chằm vào hổ xích viêm đang lao đến. Chiến ý trong mắt thiếu niên bùng lên dữ dội, hắn trầm giọng nói, chỉ dựa vào ngươi e là khó giết ta được. Vừa dứt lời, đột nhiên trên người Lâm Nhất bộc phát từng đợt khí tức khủng bố. Chương 1029 sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể vô cùng suy yếu. Khí tức liên tục thay đổi, khi thì là núi lửa bộc phát, cuộn trào mãnh liệt, lại như một ngọn lửa đang trong cơn thịnh nộ. Khi thì là con sóng dập dềnh, có vô số gợn sóng lan tỏa. Rồi lại như mang theo ý chí quyết tiến không lùi, không sợ hãi và đầy kiêu hãnh. Khi thì tỏa ra hào quang vạn trượng, kiếm ý sộc thẳng lên trời, ngông cuồng mà kiên định. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, ba ấn hợp nhất. Lâm Nhất giống to một tiếng, sau đó vọt lên giữa không trung, ba ấn xếp chồng lên nhau, một luồng sức mạnh bùng nổ, phút chốc lan tràn toàn thân. Sức mạnh quá lớn khiến cơ thể quá tải, da rẻ rạn nứt. Máu tươi rỉ ra, cả người không ngừng run lên, dường như bất kỳ lúc nào, cơ thể cũng sẽ nổ tung. Nhưng ở thời khắc sinh tử, trong lòng hắn lại trào dâng khí phách vô biên vô tận, cứ thế áp chế khí tức cuồng bạo trong cơ thể. Khi một kích của hổ xích viên sắp giáng xuống, Lâm Nhất đã đánh ra ba ấn hợp nhất trong tay mình. Không có uy thế kinh thiên động địa, không có cơn thịnh nộ điên cuồng thô bạo, chỉ có khí phách ngưng tụ thành kiếm thế. Chấn hổ xích viêm khổng lồ trước mặt Lâm Nhất thành một bãi xương máu trong âm thầm. Rầm rầm. Giữa một trời mưa máu, Lâm Nhất từ từ hạ xuống, thanh sam phất phơ trong gió. Hắn lẳng lặng nhìn cơn mưa máu tiêu điều trước mặt, sau đó duỗi tay ra, đón lấy viên yêu đan huyền võ tầng 9 cấp bá chủ. Phụt. Mưa máu vừa ngừng, Lâm Nhất liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể vô cùng suy yếu. Suy cho cùng cũng là yêu thú huyền võ tầng 9, một kích của nó gần như xé toạc vết thương trên người Lâm Nhất. May mà lúc con hổ xích viêm này thăng cấp lên huyền võ tầng 9 đã bị hắn dùng hàng long phục hổ đánh trọng thương, nếu không, hậu quả thật sự khó có thể lường được. Chiến giáp long tượng của hắn chỉ mới miễn cưỡng đạt đến tiểu thành, còn lâu mới đủ khả năng ngăn cản được uy lực của bảo khí. Tuy nhiên, may mà hôm nay có chiến giáp long tượng, nếu không, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thì e là hắn không chịu nổi một kích, sẽ bị đập thành thịt nát ngay tại chỗ. Lâm Nhất lại ho khan một trận, sau khi nhổ ra một ngụm chọc khí, sắc mặt hắn mới dễ nhìn hơn đôi chút. Liếc nhìn viên yêu đan huyền võ tầng 9 cấp bá chủ trong tay, trong mắt hắn lóe lên tia vui sướng. Long tượng chiến thể quyết của ta vừa thăng cấp lên tầng 4,
lúc này có được một viên yêu đan cấp bá chủ thì chẳng khác nào nhận được một ân huệ lớn. Hễ là thần quyết, một khi tu luyện đến hậu kỳ thì đều cần có yêu đan hỗ trợ tu hành. Chương 1030 ngoan ngoãn một chút. Từ xưa đến nay, hầu hết thần quyết luyện thể đều thông qua quan sát dị thú, man thú, thần thú viễn cổ để diễn hóa ra công pháp, bởi vì thân thể của yêu thú vô cùng mạnh mẽ, vượt trội hơn con người rất nhiều lần. Thông qua việc luyện hóa yêu đan, không chỉ có thể cường hóa long tượng chiến thể quyết, mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành. Khi đạt đến long tượng chiến thể quyết tầng 5, thậm chí phải luyện hóa một viên yêu đan cảnh giới tử phủ phẩm cấp cao, nếu không muốn tiến thêm nửa bước sợ là rất khó. Hoặc là nói, không cách nào tinh tiến được. Sau hơn nửa ngày, thương thế của Lâm Nhất cũng khôi phục được 7 phần, hắn bắt đầu luyện hóa viên yêu đan xích diễm này. Yêu đan xích diễm rực lửa ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt nồng đậm, có điều xen lẫn trong đó còn có khí yêu sát quỷ dị màu đỏ tươi, vừa nhìn đã khiến lòng người kinh hãi không thôi. Tuy nhiên, hai thứ này đều là đồ tốt đối với Lâm Nhất. Tinh hoa nhật nguyệt dùng để nâng cao tu vi, khí yêu sát cấp bá chủ dùng để cô đọng lực lượng long tượng. Lâm Nhất khoanh chân ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, còn viên yêu đan kia thì lơ lửng trước mặt hắn. Xíu. Yêu yêu. Hắn bắt đầu vận hành tử diên kiếm quyết, theo đó, lực hút cực lớn toát ra từ trên người Lâm Nhất, tinh hoa nhật nguyệt cùng khí yêu sát quỷ dị màu đỏ tươi bên trong yêu đan liên tục tràn vào cơ thể hắn. Phút chốc, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, cứ như rời sông lấp biển. Khí yêu sát màu đỏ tươi cứ như một thớt ngựa hoang bướng bỉnh, ẩn chứa luồng hơi thở thô bạo, không ngừng va chạm khắp nơi trong cơ thể Lâm Nhất. Ngoan ngoãn một chút. Lâm Nhất thầm hừ lạnh, cùng với sự vận hành của long tượng chiến thể quyết, khí yêu mới dần yên tĩnh trở lại. Nó có thô bạo như thế nào đi nữa thì khi tiến vào cơ thể Lâm Nhất, sao có thể sánh được với long tượng thượng cổ. Dù là lúc còn sống, gặp phải long tượng thượng cổ thì nó cũng chỉ có thể run rẩy cúi đầu, không có một chút sức phản kháng. Hiện tại, nó đành phải ngoan ngoãn bị lực lượng long tượng cắn nuốt. Sau đó luyện hóa. Lực lượng yêu sát dần dần bị luyện hóa, theo đó, lực lượng long tượng vốn có màu tím nhạt cũng từ từ chuyển thành màu đỏ tươi. Luồng hơi thở trang nghiêm và thần thánh bỗng có thêm sát ý thô bạo, dường như bắt đầu có sự khác biệt với lực lượng long tượng của Hỗn Nguyên môn. Lực lượng long tượng màu đỏ tươi mang đến cảm giác đáng sợ hơn, hoặc là nói, đây mới chính là diện mạo thật sự của nó. Long tượng thượng cổ được xưng là man thú. Hiển nhiên, nó chẳng phải dạng lương thiện gì, mà trái lại, cùng hung cực ác, hoành hành ngang ngược mới là bản tính của nó. Sát khí cùng tinh hoa nhật nguyệt ẩn chứa bên trong yêu đan huyền võ tầng 9 quá mức khổng lồ, Lâm Nhất phải mất trọn vẹn 10 ngày 10 đêm mới có thể luyện hóa hoàn tất. Được như vậy là vì hắn tu luyện tử diên kiếm quyết, nếu đổi lại là người khác muốn luyện hóa cho hoàn toàn viên yêu đan huyền võ tầng 9 cấp bá chủ này thì một tháng vẫn là ít. Sau khi luyện hóa hoàn tất, Lâm Nhất cảm nhận khi lực trong cơ thể bùng nổ, hắn bay vọt lên không sau đó rơi xuống, đồng thời đánh một quyền lên mặt đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.